Hát hóa báo thù không thánh mẫu, chỉ vì chính mình mà sống bắt đầu ổn định, về sau nội dung trực tiếp bảo táp nhiệt độ toàn cầu hạ xuống, nhiệt độ trung bình tăng vọt tới 80 độ C, dự trữ nước ngọt giảm 91% và mực nước biển giảm 1023 mét. Những người sống sót sau thảm họa, họ mới thật sự hiểu được, nước là cội nguồn của sự sống. Mọi người! Cầu một ngụm nước uống, cho dù là nước tiểu cũng được. Trần Tiêu con người tôi tương đối vệ sinh, mỗi ngày tắm rửa, đánh răng, rửa mặt, rửa tay trước khi ăn cơm, không quá đáng chứ. Mọi người. Nóng 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 nóng. Trần Tiêu. Tôi cũng nóng, cho nên thổi điều hòa đắp chăn cũng không quá phận chứ. Mọi người. Đói nóng bức, sống không nổi nữa. Trần Tiêu. Rượu nho rượu ngon chén dạ quan, thịt bò nướng hầm ngỗng lớn. Tiểu thuyết máu chốt mạc thế. Độn hàng trăm ức, bắt đầu vạn lần trở về không đạn cửa sổ, tận thế. Độn hàng trăm ức, bắt đầu vạn lần trở về TXT toàn tập đao loa, tận thế. Độn hàng trăm ức, bắt đầu vạn lần trở về. Chương 1 Trùng sinh trở lại tận thế trước, bắt đầu vạn lần trả về, ta độn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1 Trọng sinh trở lại mạc nhật trước, bắt đầu vạn lần trả lại, ta trữ hàng trăm ức vật tư đau đớn, tuyệt vọng, căm hận, hối hận, không cam lòng. Nhiều loại cảm xúc hỗn hợp cùng một chỗ, giống như là nung đỏ lạc thiết, khắc ở trận tiêu lòng ngực. Làm cho hắn làm sao cũng không nghĩ tới, dẫn người phá vỡ hắn phòng an toàn người, dĩ nhiên là bạn gái của hắn. Trước khi chết hắn còn có thể nhìn thấy nàng một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, dùng hắn chưa bao giờ nghe qua mềm mại thanh âm nói. Các ngươi nhanh lên giết chết hắn, ánh mắt của hắn thật dọa người đâu. Ha ha. Chó má. Liền tự trách mình quá ngốc, quá ngây thơ, ở dưới ngày tận thế, nhân tính đều đập vào rảnh nước thối, huống chi tình yêu. Nếu như có thể làm lại, hắn thề, chỉ vì chính mình mà sống. Sau một khắc. Si. Trần Tiêu mãnh liệt hít một hơi, từ trước bàn máy tính bò dậy. Là mộng sao? Hắn tự lẩm bẩm một tiếng, nhưng hết lần này tới lần khác trong đầu kia tuyệt vọng hình ảnh phi thường rõ ràng, thậm chí là trên người đau đớn, đều chân thật như vậy. Lúc này, trên màn hình máy tính hiện ra một cửa sổ. Báo động đỏ nhiệt độ cao, đài khí tượng thành phố chúng tôi 07-00 ngày 13 tháng 6 năm 2066 phát ra cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ, dự tính ban ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất thành phố chúng tôi sẽ đạt tới 45 độ hoặc trên, xin chú ý đề phòng. Trần Tiêu ngẩn ra. Không đúng. Dòng thời gian hơi lộn xộn. Trần Tiêu hướng trong bụng rót vài bình nước đá, lúc này mới để cho hắn tỉnh táo lại, dùng thời gian rất lâu xác định một cái sự thật. Hắn cư nhiên sống lại. Hắn trọng sinh trở lại nhiệt độ cao mạc nhật tới trước ba tháng. Ba tháng sau, ngôi sao màu xanh bị ảnh hưởng bởi một cường từ nào đó trong vũ trụ và bắt đầu tiếp cận mặt trời toàn bộ ngôi sao xanh nên đón cơn bão nhiệt độ cao toàn cầu. Nhiệt độ toàn cầu tăng vọt, nhiệt độ trung bình thấp nhất là 80 độ C, sóng nhiệt kéo dài suốt nửa năm. Dự trữ nước ngọt toàn cầu được cho là đã giảm 91% và mực nước biển giảm 1 ba m trong cơn bão nhiệt độ cao này. Dưới nhiệt độ cao, chủng loại đại diện tích tuyệt chủng, liền ngay cả nhân loại cũng tại trận nhiệt độ cao bão táp trung chiếc bảy thành. Mà những người sống sót qua tai nạn bọn họ mới chân chính hiểu được, nước là cội nguồn của sự sống. Trần Tiêu hít mạnh một hơi, trong con người có may mắn chính mình kiếp sau sống lại, cũng có lạnh thấu xương băng hàng hiện lên. Lúc trước ở tận thế bên trong, khi dễ hắn, hại chết hắn người, hắn nhớ rất rõ ràng. Kiếp này, hắn phải sống thật tốt. Đem đồng tình, thương hại, thiện tâm của mình, trực tiếp bóp chết. Đợi đến tận thế đến sau, hắn muốn cho những súc sinh kia, ở trong tuyệt vọng chết đi thể nghiệm chính mình đã từng thống khổ trước mắt trần tiêu muốn suy nghĩ trước chính là như thế nào để cho mình tại ba tháng sau tận thế bên trong sống sót cha mẹ trần tiêu bởi vì một hồi ngoại ý muốn qua đời để lại cho hắn một căn nhà cùng mấy chục vạn tiền gửi ngân hàng không tính là có tiền nhưng làm một người bình thường không sinh bệnh nặng vậy là đủ rồi nhưng khi ngày tận thế đến thậm chí một tháng trước giá cả đã tăng vọt một chai nông dân ba quyền, đều bán được 199, còn mẹ nó phải cướp. Chứ đừng nói đến tận thế. Chỉ dựa vào chút tiền trong tay hắn, căn bản không đủ tiêu. Dù sao muốn ở tận thế bên trong sống sót, an ổn sống cả đời, cần vật tư là không thể phỏng chừng. Nước, thức ăn, nơi trú ẩn nhiệt độ thích hợp, thậm chí là vũ khí. Vũ khí có thể được sử dụng để tự vệ hoặc để trả thù những người đã làm tổn thương anh ta hắn chính là tận mắt chứng kiến nhân tính là như thế nào bị tận thế từng bước một phá hủy. Làm gì bây giờ? Bất kể vật tư nào cũng vô cùng khẩn cấp. Nhưng Trần Tiêu hiện tại, căn bản không có nhiều tiền hơn, đến trữ trữ vật tư. Đi cướp. Hắn cảm thấy thao tác này ngu xuẩn nhất. Kết cục chỉ có một, đó chính là ngồi sổng trong lòng sắt chờ đợi tận thế đến. Còn không bằng đi nơi có nhiều đèn nê ông, nhìn xem người ta tuyển người sao. Trần Tiêu đối với thắt lưng của mình rất tự tin. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo tiếng máy móc tại trong đầu của hắn vang lên. Hệ thống đang nạp. Nạp thành công. Hệ thống trả lại thần cấp vạn lần đã thành công. Hai mắt Trần Tiêu sáng ngời, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Thần cấp vạn lần trả lại hệ thống. Ký chủ thu hoạch vật phẩm có tỷ lệ nhất định phát động vạn lần trả lại cơ chế, mỗi ngày hạn mức tối đa 10 lần đã vì ký chủ mở ra hệ thống kho hàng, kho hàng đẳng cấp là một, đợi tận thế đến, ký chủ trở thành siêu phạm giả sau, kho hàng sẽ theo ký chủ thực lực mà tăng lên đẳng cấp. Kho hàng cấp một tồn kho 100 vạn lập phương. Trong kho hàng thời gian tuyệt đối bất động, một chén nước nóng bỏ vào, 100 năm sau lấy ra, như thường thiêu miệng. Chú ý, kho hàng không thể đặt vật sống. Trần tiêu mừng như điên giới thiệu đơn giản làm cho hắn nhanh chóng hiểu rõ tác dụng của hệ thống này. Trả lại gấp 10 lần mỗi ngày. Một triệu khối kho có thể nâng cấp. Chỉ có thể nói. Dạ, muốn bia. Tự hồ, trần tiêu mừng như điên, bỏ sót một từ then chốt, siêu phàm giả. Nhưng cái này đều không trọng yếu, quan trọng là, hắn thấy được ở tận thế bên trong rất tốt sống sót hy vọng. Hệ thống, như thế nào mới tính thu hoạch vật phẩm? Hệ thống. Có thể là ký chủ mua đồ vật, ăn đồ vật, hoặc là ký chủ nhặt được vô chủ vật. Trần Tiêu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó bước nhanh đi tới tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một chai băng khoát nhạc không có chút do dự trực tiếp một ngụm buồn bực. Một giây, hai giây, ba giây. Hy cúp Trần Tiêu. Trả lại gấp vạn lần thì sao? Cũng không đến mức mặt đen không có kích hoạt chứ vì thế Trần Tiêu lại từng tấn từng tấn làm khô tất cả đồ uống trong tủ lạnh. Vẫn không có phát động. Nhưng thật ra bùng lại nhìn chăm chăm. Hệ thống có thể là nhìn không được, hảo tâm nhắc nhở. Ký chủ trước mua đồ vật không tính. Trần Tiêu. 15 phút nữa. Đinh. Trần Tiên Sinh, thùng gà tráng ngài đặt đã được đưa đến. Nhân viên giao hàng gõ cửa nhà Trần Tiêu. Ngồi trước máy tính, Trần Tiêu nhìn chầm chầm thùng gà rán, nước trong bụng đang ầm ầm. Căn bản ăn không vô. Nhưng vì thử một lần hệ thống, hắn kiên trì, mạnh mẽ hướng trong bụng nuốt. Hắn rất buồn bực, tại sao mình không đặt một phần ăn đơn, muốn mua một cái thùng chứ? Rốt cục, hắn mất chín trâu hai hổ lực, đem miếng thịt gà cuối cùng nhét vào trong miệng. Ăn hết đi. Thình thịt. Ký chủ ăn xuống một phần gà rán thùng, kích phát vạn lần trả lại cơ chế ngẫu nhiên rút ra 10 vạn lần trả lại. 10 vạn thùng gà tráng, đã thu toàn bộ vào kho của chủ ký sinh. Âm thanh của hệ thống đúng hẹn mà tới. Trần Tiêu vội vàng mở ra hệ thống kho hàng. Trong không gian cực lớn chất đầy 10 vạn thùng gà tráng. Vui đến phát khóc. Một mặt là thật sự phát động, hơn nữa là trả lại gấp 10 vạn lần. Một mặt là chống đỡ, chống đỡ đến đau trứng. 10 vạn thùng gà tráng địch, địch. Trong đầu Trần Tiêu đều là thanh âm này quanh quẩn. Cho dù hắn một ngày ăn một phần, cả đời cũng ăn không hết. Chết tiệt. Bất quá hắn còn không thỏa mãn vẹn vẹn chỉ có thùng gà rán, đơn giản như vậy. Đã có hệ thống, hắn không ngại để cho mình tận thế cuộc sống trôi qua càng phong phú càng vui vẻ. Chợt, Trần Tiêu cầm lấy điện thoại di động. Một thao tác cẩu thả, hiện lên trong đầu hắn nhưng không đợi hắn làm bỗng nhiên một cái uy tín bắn tới di chú khiết yêu nhất trần tiêu sắc mặt trầm xuống nụ cười trên mặt biến mất không thấy thay vào đó là lạnh thấu xương như đông băng hàng cùng tức giận ngập trời sát ý tiêu buổi tối tôi phải tăng ca không đi xem phim nữa hết chương này chương 2 các ngươi thế mà tới cửa làm đồ ăn đặt cấp đầu bếp hắn cho bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Các ngươi cư nhiên tới cửa nấu ăn. Đầu bếp đặc biệt. Anh ấy cho quá nhiều trọng sinh trở lại mạc nhật trước trần tiêu, mở ra thần cấp vạn lần trả lại hệ thống. Để cho hắn có được tại tương lai tận thế sống sót hy vọng, đồng thời cũng có được báo thù sức mạnh. Mừng như đi ngoài, lại bởi vì một cái uy tín, để cho hắn lửa giận ngập trời. Kháng, trần tiêu một quyền nện ở trên bàn tăng ca sợ là đi khách sạn nào làm đi trần tiêu nghiến răng nghiến lợi nói cô là mộng khiết trần tiêu theo đuổi hai năm đập không ít tiền mới theo đuổi được bạn gái cũng là tận thế bên trong mang theo người đập vỡ hắn cửa phòng đem hắn tàn nhẫn sát hại đầu sỏ gây nên trần tiêu biết những người đó là đoàn nam khuê mật của mộng khiết một đám phú nhị đại lúc sắp chết trong đó có một phú nhị đại, vẻ mặt khoe khoang dẫm lên đầu Trần Tiêu, lấy ra một cái điện thoại di động, phát ra một đoạn video. Trong hình là cảnh tượng rất nhiều người, không thể viết. Nhưng nữ chính duy nhất hắn biết. Trần Tiêu như một đòn cảnh cáo, hơn nửa video tương tự, còn có rất nhiều. Hít sâu một hơi, Trần Tiêu để cho mình tỉnh táo lại, nếu là hiện tại liền cùng cái này trà xanh ngã bài, chẳng phải là quá tiện nghi nàng. Hắn phải chờ một cơ hội thích hợp một cái có thể làm cho mình sung sướng hưởng thụ báo thù khoái hoặc cơ hội. Tốt, người chú ý thân thể, đừng quá mệt mỏi. Trần Tiêu rất mịt mờ trào phúng một câu. Mộng khiết tin tức trả lời cũng rất nhanh. Từ sau đó sẽ không có đoạn sau. Trần Tiêu hờ hững cười, cũng không biết lúc trước mình mù như thế nào. Đóng cửa uy tín, Trần Tiêu điểm chi tiêu phụ bảo. Mượn bối. Hạng mức ba vạn lợi tức gì gì đó không quan trọng, anh em liền chạy tới quá hạn, có bản lĩnh ba tháng sau cậu tới gõ cửa. Đinh Không thể không nói hiệu suất của chi phụ bảo, vài giây sau, Trần Tiêu liền nhận được lời nhắc nhở. Thẻ ngân hàng của ngài là 360, đến tài khoản 30.000. Cùng lúc đó, thanh âm chờ mong của Trần Tiêu lại vang lên. Tân thủ phúc lợi kỳ, tỷ lệ chính là đây. Ký chủ nhận được 3 vạn tiền mặt kích hoạt cơ chế trả lại gấp vạn lần. Ngẫu nhiên rút được 15 vạn lần trả lại. Số tiền trả lại đã nạp vào thẻ chủ ký sinh, chủ ký sinh có thể yên tâm, nguồn gốc an toàn đáng tin cậy. Đinh Thẻ ngân hàng của bạn 360, đến tài khoản 4 tỷ 500 triệu, ông. Đầu trần tiêu nổ vang một tiếng. Anh không thể tin mở điện thoại di động, mở app của ngân hàng, kiểm tra số dư trong thẻ lật qua lật lại tra xét vài lần về sau, hắn cả người mềm nhũng ngồi ở trên ghế máy tính, còn lại chỉ có nở nụ cười. Ước cấp phú hào. Sảng khoái. Thời gian kế tiếp, Trần Tiêu lấy ra giấy bút, bắt đầu từng hạng từng hạng chế định kế hoạch. Thời gian 3 tháng. Không tính là rất đầy đủ, nhưng muốn thời gian quản lý tốt, đủ dùng. Khủ khủ đêm nay rửa chân. Sau một hồi bận rộn, đã là giữa trưa. Trần Tiêu lấy điện thoại di động ra, vừa muốn gọi đồ ăn bên ngoài, chờ một chút. Bốp. Hắn tự tác mình. Nghĩ gì vậy, anh xứng ăn bên ngoài sao? Một giờ nữa. Trần Tiêu nhìn một đám đầu bếp đặc biệt đã bận rộn trong phòng bếp, thích ý nằm ở trên sofa, dép lê trên chân đá a à đá. Thoải mái. Vốn là hắn muốn trực tiếp đặt cơm từ khách sạn năm sao, nhưng sau đó nghĩ lại, vẫn là ăn chút nóng hổi đối với thân thể tốt hơn. Vì thế hắn trực tiếp đem người ta đầu bếp cho lấy tới, còn mang theo nguyên liệu nấu ăn cùng với đồ ăn. Vốn người ta khách sạn năm sao, cùng với đầu bếp đặc biệt là không muốn tới, có thân phận bày biện ở đó. Nhưng bất đắc dĩ trần tiêu cho quá nhiều. Đinh Ký chủ ăn ngự phẩm Phật đàm phủ nhảy tường, phát động cơ chế trả lại vạn lần. Ngẫu nhiên rút được 7 vạn lần trả lại ký chủ ăn bào ngư tơ vàng, kích hoạt cơ chế trả lại gấp vạn lần. Ngẫu nhiên rút ra 12 vạn lần trả lại. Ký chủ uống xong 825 ra phi, phát động vạn lần cơ chế trả lại. Ngẫu nhiên rút ra 25 vạn lần trả lại. Vật chủ ăn trứng cá muối an mát, kích hoạt cơ chế trả lại gấp vạn lần. Ngẫu nhiên rút ra 15 vạn lần trả lại. Cơm nước xong, Trần Tiêu có chút đau lòng. Hắn đau lòng không phải tiền, mà là mỗi ngày có thể dùng để phát động vạn lần trả lại cơ hội. Còn lại hai lần cuối cùng. Lão bản, phòng bếp đã dọn dẹp sạch sẽ, không có chuyện gì chúng ta đi trước. Đầu bếp trưởng khách khí hướng về phía Trần Tiêu nói. Đừng nhìn thanh niên này tướng mạo xấu xí, còn ở tại một cái bình thường tiểu khu, ai có thể tưởng tượng được hắn vậy mà cam lòng bỏ ra ba ngàn vạn ăn một bữa cơm. Quả nhiên người không thể nhìn bề ngoài. Trần Tiêu khoát tay, lạnh nhạt nói. Các ngươi bao nhiêu tiền? Các đầu bếp đặc biệt của khách sạn năm sao đều điên rồi. Bao nguyệt. Bọn họ là đầu bếp đứng đắn A. À? Cũng không thích chơi cái khác. Ông chủ, việc này. Việc này quá lớn, có thể phải thương lượng với lãnh đạo một chút. Đầu bếp trưởng đặc biệt lắp bắp nói. Trần Tiêu. Tiền tùy tiện mở, các ngươi mỗi ngày giữa trưa đến, nhớ chuẩn bị tốt thực đơn xin chào. Trần Tiêu dựa theo kế hoạch, hắn cần đi một chuyến hoa nhuận vạn gia, mua sắm một nhóm đồ dùng sinh hoạt, sau đó buổi tối đi dạo rất nhiều nơi đèn nê ông, trợ giúp các nàng cần trợ giúp một chút. Dù sao loại vận mệnh này của các nàng bình thường đều rất thê thảm, đại đa số đều là cha cực mẹ bệnh để đi học, mới vừa làm không lâu còn không quen, huynh đệ tỉ mùi toàn bộ dựa vào nàng, bất đắc dĩ đi lên con đường không lối về. Nếu như buổi tối phát động vạn lần trả lại, chật chật tận thế càng ngày càng có hy vọng đi tới hoa nhuận vạn gia trần tiêu đẩy xe mua sắm đi vào bên trong xem những gì cần thiết được nhét trực tiếp vào giỏ hàng đã từng có chút hàng hóa hắn ngay cả giá cả cũng không dám nhìn sợ tự ti hiện tại hắn mua đồ xem giá cả cái lông trực tiếp chỉnh không bao lâu sau liền nhét đầy một xe tư thế này khiến cho các nhân viên bán hàng xung quanh còn tưởng rằng hàng này là tới quấy rối thật sự phái hai bảo an đi theo Trần Tiêu. Mỹ danh Nhật giúp Trần Tiêu đẩy xe. Trên thực tế, theo dõi tiểu tử này, cuối cùng Trần Tiêu tính tiền thời điểm, phía sau đi theo năm cái xe đẩy bảo an. Tổng cộng mới tiêu phí hơn 40 vạn. Trần Tiêu nhếch miệng, cũng chỉ như vậy. Siêu thị phục vụ vẫn là rất tri kỷ, thấy Trần Tiêu thanh toán xong, các bảo vệ đều thở phào nhẹ nhõm hơn nữa nhiệt tình muốn giúp Trần Tiêu đem đồ đưa đến trên xe. Bọn họ vốn cho rằng giống Trần Tiêu đại thủ bút như vậy, thế nào cũng phải lái một chiếc trăm vạn tả hữu xe đi. Kết quả một chiếc ngũ lăng cũ nát, làm bọn họ kinh ngạc. Các bảo vệ Hiện tại đại lão đều phản phát quy chân như vậy. Trần Tiêu ngược lại có vẻ rất bình tĩnh, xe là lúc trước lão tí lưu lại. Tuy rằng hiện tại hắn có tiền đổi xe, nhưng tạm thời không ở trong kế hoạch của hắn, trừ phi nói chờ hết thảy vật tư đều chuẩn bị thỏa đáng, hắn mới cân nhắc làm một chiếc có thể ở tận thế lái xe. Trần Tiêu lái ngũ lăng chất đầy hàng vừa đi ra bãi đổ xe, âm thanh hệ thống đã tới. Đinh Ký chủ mua một xe vật tư, kích hoạt cơ chế trả lại gấp vạn lần. Ngẫu nhiên phát động 30 vạn lần trả lại. Vật tư trả lại đã được lưu trữ toàn bộ rồi mới vào kho. Nghe được thanh âm, Trần Tiêu hai mắt tỏa sáng, Dĩ nhiên không phải đơn lẻ vật phẩm trả lại, mà là cả xe trả lại. Kích thích. Vội vàng phanh lại, anh dừng ở ven đường, mở kho hàng ra xem. Không thể không nói trăm vạn cấp lập phương kho hàng chính là lớn, chứa nhiều đồ như vậy, cũng mới vẻn vẹn chỉ dùng không đến một phần mười địa phương. Trong kho hàng, đồ đạc bày biện rất chỉnh tề. Đặc biệt là ba mươi vạn đống vật tư vừa mới trả lại, đã phân loại lưu trữ. Muốn lấy ra cũng phi thường đơn giản, trần tiêu chỉ cần ý niệm vừa động là có thể lấy được muốn đồ vật. Chào buổi tối. Mộng Khiết cùng bạn thân đi vào một nhà hàng ba sao Michelin. Mộng Khiết, yêu em muốn chết, nơi này anh đã muốn tới từ rất sớm. Mộng Khiết, tối nay em có bạn trai mời khách, nếu không phải anh đau khổ cầu xin, cơ hội tốt như vậy em mới không dẫn anh tới. Hoa, wow. tối nay cậu nhất định phải giới thiệu giúp tôi thật hâm mộ cậu. Nữ khuê mật nghe đến mắt đầy sao kim, vẻ mặt hâm mộ. Kết quả? Ai, mộng khiết, em xem tiểu tử kia, hình như là bạn trai của em. Hết chương này. Chương 3 Lần nữa trả về, giá trị bản thân trăm tỷ. Chuẩn bị chế tạo đỉnh cấp an. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 Lần nữa trả lại, giá trị con người trăm tỷ chuẩn bị xây nhà an toàn hàng đầu trần tiêu trọng sinh tận thế trở về, bằng vào thần kỹ vạn lần trả lại hệ thống, tích trữ đại lượng vật tư, để cho hắn rốt cục có sức mạnh tại tương lai tận thế bên trong sống sót. Hắn thề, tất tiền đã từng khi nhục qua người của hắn, nhất nhất báo thù. Từ nay về sau chỉ là chính mình. chạng vạn tối, Trần Tiêu dự định trước lấp đầy bùng, sau đó lại đi đèn nê ông rất nhiều địa phương. Trước khi lái xe nhất định phải ăn no, đây là tố chất nghề nghiệp cơ bản nhất của một thực khách hải sản đứng đắn. Nhà hàng Ba Sao Michelin xem như là một địa phương tương đối cao cấp trong thành phố. Lúc trước Trần Tiêu vẫn nghĩ đến, bất đắc dĩ bạc trong túi không có lực. Hiện tại tay cầm số tiền khổng lồ, hắn hoàn toàn có thể không nhìn giá tiền, tùy tâm ăn uống. Vì thế hắn sau khi vào cửa trực tiếp gọi một bàn lớn đồ ăn, cũng không biết cái nào ăn ngon, dứt khoát đều gọi đang lúc hắn ăn một thân sản khoái. Các thải tình là bạn thân của mộng khiết, bình thường cô khinh thường nhất là liếm chó bên cạnh mộng khiết. Ngươi không phải nói hắn chính là một tên nghèo kiết xác sao, ngươi nhìn hắn một bàn đồ ăn, tối thiểu tám chín vạn. Trong giọng nói các thải tình tràn đầy đố kỵ. Sẽ không phải là mộng khiết lúc trước lừa gạt nàng. Rõ ràng câu được một phú nhị đại. Người bình thường ai có thể ăn một bữa cơm đắt tiền như vậy? Mộng khiết cũng vẻ mặt không thể tin, nàng liên tục xác định đó chính là Trần Tiêu. Mộng khiết là một nữ nhân ham tiền mười phần, cho rằng mình tư sắc quan tuyệt thiên hạ, một lòng muốn gả vào hào môn làm phu nhân nhà giàu. Lúc trước cô nguyện ý làm bạn gái của Trần Tiêu, cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì nàng có một phú nhị đại coi trọng, ở phương diện nhu cầu có chút biến thái, tự hồ trong xương cốt có truyền thừa của Mạnh Đức. Dùng lời của Mộng Khiết mà nói, nếu không là Trần Tiêu liếm chặt, nàng thật đúng là chướng mắt Trần Tiêu cái này nghèo điểu ti, ngay cả nàng phát mũ tư cách cũng không có. Nhưng hôm nay nhìn thấy Trần Tiêu lại có thể ở xa hoa như vậy một nhà hàng ăn cơm, động một chút là nhỏ mười vạn. Mộng khiết có chút hoài nghi. Sẽ không phải tiểu tử này là một phú nhị đại tàng hình chứ. Nghe nói có một số gia đình giàu có, thích giả nghèo nuôi con, rèn luyện bồi dưỡng. Mộng khiết càng nghĩ càng có khả năng này nếu không chúng ta đi qua tiền hắn. Các thải tình hỏi một tiếng. Nàng cũng coi như quen biết Trần Tiêu, chủ yếu là nhớ thương kia đầy bàn đồ ăn. Nhưng đây là nhà hàng ba sao Michelin. Thức ăn ngon bên trong, rất nhiều người bình thường cả đời cũng không tiếp xúc được. Trước tiên lót bụng một chút, chờ xuống gặp các phú nhị đại, nàng cũng có thể rụt rè một chút. Bụng rỗng, buổi tối còn phát huy thế nào? Mộng khiết suy nghĩ một chút lắc đầu cự tuyệt. Quên đi, chúng ta đi nhanh lên, đừng để hắn nhìn thấy. Là một lão trà xanh, điểm ấy tâm cơ vẫn phải có. Chờ bận rộn xong đêm nay, ngày mai nàng liền đi tìm Trần Tiêu, cho dù là hiến thân tiện nghi hắn một lần, cũng muốn thử ra chân thật tình huống. Bây giờ còn không thể đã thảo kinh xà. Dù sao lúc trước cô nói cho Trần Tiêu, buổi tối mình phải tăng ca. Trần Tiêu cơm nước xong đã là 8 giờ tối cửa hàng hải sản cao cấp hẳn là đã mở cửa. Nói thật, Michelin tam tin này cũng không gì hơn cái này. Nhưng hắn lại ăn rất sảng khoái. Một mặt là đắt tiền. Một mặt là bởi vì hắn trọng sinh trở về, đối với đồ ăn giống nhau có thường nhân khó có thể lý giải cố chấp. Thật tình không biết ở lầu 2, vẫn có một đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú vào hắn. Trong lòng mộng khiết càng thêm khẳng định, tiểu tử này lúc trước nhất định là đang giả bộ chín vạn tám tiền ăn, lông mày cũng không nhăn lại. Trước khi đi trả lại 500 tiền boa. Nàng âm thầm giận dỗi, ngày mai nhất định phải đi tìm Trần Tiêu. Sau khi Trần Tiêu rời khỏi Michelin, thẳng đến mục tiêu. Đèn nê ông rất nhiều nơi, lúc trước hắn cũng làm bộ như đi ngang qua, ở trước cửa đi qua đi lại hơn 10 chuyến. Nhìn trộm cái chân trắng như ẩn như hiện bên trong. Một con mèo tin cơ beo. Giờ thì khác rồi đu có tiền. Đó phải là thực chiến, thể hiện một chút kỹ thuật lái xe chạy song song. Một đêm này, đã xảy ra rất nhiều kịch bản viết ra không qua thẩm vấn. Về phần một lần cuối cùng phát động vạn lần trở về cơ hội. Đinh Ký chủ sử dụng nhân loại ấu tể che chắn khí, kích hoạt vạn lần trả lại. Ngẫu nhiên phát động 10 vạn lần. Trần Tiêu A, à, hệ thống ngươi đây là coi thường ta. Mười vạn phần gà tráng ta không nhất định ăn hết, nhưng mười vạn cái khiên khí, căn bản không đủ dùng. Ngày hôm sau, Trần Tiêu mang theo giấy chứng nhận bất động sản xuất hiện ở ngân hàng. Trần Tiên sinh, trải qua xác minh của chúng tôi, bất động sản trên danh nghĩa ngài nhiều nhất có thể thế chấp 200 vạn. Chị gái mặc đồng phục xinh đẹp, khách khí nói với Trần Tiêu. Trần Tiêu không do dự. Được, ký thủ tục đi. Ba giờ sau, Trần Tiêu nhận được tin nhắn nhắc nhở. Thẻ ngân hàng của bạn 360 nhận khoản vay ngân hàng 2 triệu đinh. Thu nhập của vật chủ là 200 vđức, kích hoạt cơ chế trả lại gấp vạn lần. Phát động 20 vạn lần trả lại. Số tiền trả lại đã được chuyển vào tài khoản ký chủ. Trần Tiêu trong đầu lần nữa kinh khởi vạn trượng gần sống, chỉ hận mình toán học không đủ tốt. 200.000 vđức, làm sao tính là ngang? vì thế anh đành phải mở điện thoại ra biện pháp đơn giản nhất chính là đếm số dư cái mười trăm ngàn vạn ức ừ. trần tiêu không để ý trực tiếp đặt mông ngồi phịch xuống đất suốt bốn trăm ức ngày hôm qua trong thẻ hắn còn thừa mấy trăm triệu nhìn liền mẹ nó giống như số lẻ chết tiệt trong đầu nổ vang thật lâu trong thoáng chốc trần tiêu thậm chí có chút không cam lòng nếu là tận thế không tới thật tốt biết bao. Có 400 tỷ làm hậu thuẫn, Trần Tiêu cũng có tự tin thực thi kế hoạch thứ ba của mình. Hắn muốn xây dựng một chỗ toàn cầu cao cấp nhất tận thế nhà an toàn. Về đến nhà, Trần Tiêu ở trên mạng điên cuồng tìm kiếm tư liệu, tra tìm có liên quan phương diện nghiệp vụ công ty. Công ty An ninh Thiên Hạo Đây là một công ty chuyên phục vụ một số ít quần thể trên thế giới, công ty an ninh hàng đầu. Thiên Hạo Bảo An Công ty, có thể vì đỉnh cấp phú hào cung cấp toàn bộ phương diện bảo an phục vụ, công ty thành lập 50 năm, không sai lầm. Và họ có một doanh nghiệp trong số đó. Đặt làm nhà an toàn. Dù sao người có tiền về sau liền sợ chết, những phú hào kia cũng không ngoại lệ, vạn nhất một ngày nào đó tận thế, bọn họ phải có nhà an toàn A. À. Sau khi ra mắt, doanh nghiệp này đã được đánh giá cao và doanh số bán hàng tăng vọt. Trần Tiêu tìm được điện thoại của công ty an ninh thiên hạo xin chào hoan nghênh gọi điện thoại cho công ty an ninh thiên hạo trần tiêu dứt khoát lưu loát nói ra yêu cầu của mình tôi muốn xây một gian nhà an toàn tiên sinh là như vậy bổn công ty nghiệp vụ chỉ nhằm vào đặc thù quần thể ngài nếu là cần bổn công ty vì ngài phục vụ còn cần xuất cụ một ít tài sản chứng minh đạt tới bổn công ty phục vụ tiêu chuẩn chúng ta mới có thể vì ngài cung cấp phục vụ phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ ẩn có vài phần ý tứ cự tuyệt người khác số thẻ ngân hàng của tôi, nói cho anh biết, anh tự đi kiểm tra số dư. Đừng nói, thiên hạo các ngươi ngay cả chút bản lĩnh này cũng không có. Trần tiêu ngữ khí vững vàng hữu lực. Nhiều tiền nói chuyện liền kiên cường. Vài phút nữa thôi. Công ty an ninh thiên hạo, một chị gái nhỏ vẻ mặt khiếp sợ nhìn màn hình máy tính. 400 ức. Thời buổi này giá trị con người cao, đại bộ phận đều là giá trị đánh giá sản nghiệp trên danh nghĩa, dòng tiền mặt chân chính trong tay không nhiều lắm hàng năm tiếp xúc với tiểu tỷ tỷ phục vụ khách hàng của phú hào như thế nào không biết một người trong tay có hơn bốn ngàn tỷ tiền mặt giá trị con người của hắn phỏng chừng phải ngàn tỷ khởi bước đây là khách hàng lớn tuyệt đối là khách hàng lớn ông chủ không xứng đáng để ngài đợi lâu giọng điều của chị phục vụ lập tức trở nên nịnh nọt trần tiêu ho khan một tiếng gọi ta cái gì tiểu tỷ tỷ không do dự. Cha nuôi. Hết chương này. Chương 4. Bốn nghìn ức chế tạo toàn cầu đỉnh cấp phòng an toàn, mùi tử chấn kinh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4. Bốn trăm ức chế tạo toàn cầu đỉnh cấp nhà an toàn, mùi tử chấn kinh. Kiếp trước, khi cơn bão nhiệt độ cao hoành hành trên toàn cầu, nhiệt độ bề mặt sẽ tăng lên thẳng tắp, thậm chí nhiệt năng trong lõi trái đất cũng sôi trào lên vô số núi lửa giống như cá voi bò lên đất liền, chỉ bất quá nó phun ra không phải nước, mà là dung nham cao chừng trên vạn mét. Trong không khí tràn ngập cho núi lửa màu nâu xám, toàn bộ lam tinh biến thành biển lửa. Một lượng lớn carbon dioxin, hydrogen sulfide, sunfu dioxin, và mê tan. Giống như thợ săn bóng tối, điên cuồng thu hoạch hơi thở của sự sống. Trong tận thế, nhân tính lưu lạc kênh mương, đạo đức đã sớm biến mất hầu như không còn trật tự và văn minh đã bị phá hủy trong biển lửa và đóng đổ nát. Có ít người, bọn họ ý vào trong tay phòng hộ công cụ, tùy ý xông vào người khác trong nhà, hóa thân ác ma, muốn làm gì thì làm. Mạng sống thậm chí còn không có một gói mì ăn liền có giá trị. Cho nên chế tạo một cái tuyệt đối an toàn nhà an toàn, trần tiêu tình thế bắt buộc phải làm. Một giờ nữa. Nhân viên công tác của công ty an ninh thiên hạo xuất hiện trước mặt Trần Tiêu tên cô ấy là Iue Iao. Gọi Trần Tiêu một tiếng cha nuôi. Cô mặc bộ váy OL, vạt áo sơ mi nhét vào trong váy, phát họa vòng eo tinh tế, đùi thon dài mượt mà bọc tơ đen, mái tóc dài hơi xoăn tự nhiên rơi lạ tả. Nguyệt Diêu đến bây giờ còn chưa nghĩ thông suốt, trong túi cất trăm tỷ thần hào, cương nhiên ở trong tiểu khu tầm thường như vậy. Dường như người ta nhìn qua cũng rất bình thường, chỉ là có chút đẹp trai nếu không là bộ dáng của trần tiêu đối ứng với tư liệu cô lấy được cô thật sẽ hoài nghi mình tìm nhầm chỗ chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi trần tiêu đánh giá nguyệt diêu một cái liền hướng dáng người này bao nhiêu tiền hắn đều không vì tận thế sinh tồn nguyệt diêu vuốt mái tóc lộ ra nụ cười mê người khẽ gật đầu được trần tiên sinh chúng ta bên này từng có tương tự nhà an toàn hợp tác án lệ tôi có thể đưa cho ngài làm tham khảo, nếu ngài. Trần Tiêu xua tay cắt đứt. Những thứ đó ta chướng mắt. Trần Tiêu thanh âm trầm ổn, khí tràng mười phần. Ta nói, ngươi nhớ. Nguyệt Diêu hiểu chuyện cầm máy tính bản lên. Địa điểm của ngôi nhà an toàn chính là ngôi nhà hiện tại. Đầu tiên, toàn bộ ngôi nhà được gia cố và thay thế toàn bộ hợp kim hàng không dày 500mm. Nguyệt Diêu nhướng mày, hợp kim hàng không là vật liệu vô cùng đắt tiền. So với chất liệu sắt thép bình thường nhẹ hơn 5 lần, cường độ lại gấp trăm lần tinh thép. Nếu như toàn bộ phòng đều phải xây dựng, giá khởi điểm này cũng phải 10 ức. Thủy tinh tôi muốn dùng thủy tinh chống đạn tốt nhất, chịu nhiệt độ cao, cao hàng. Trong nhà lắp thêm hệ thống thông gió cao cấp, vật liệu lọc không khí phải cấp SSSR, bất kỳ khí độc hại nào cũng có thể ngăn cách, hơn nữa phải bảo đảm chất lượng hơn 50 năm tất cả cửa phòng thay đổi ngân hàng cấp bậc cửa chống trộm, lắp hai cửa, muốn bảo đảm tuyệt đối phong kín cùng chịu đựng được bất luận cái gì hỏa lực hoặc vật nặng đã kích. Nhà phải có hệ thống cung cấp điện độc lập và tổ máy phát điện cao cấp nhất. Chuẩn bị ba bộ điều hòa trung tâm, công suất lớn nhất, máy móc bên ngoài sách ra một gian phòng, để trong phòng. Đúng rồi, thiết bị lọc nước tốt nhất cũng chuẩn bị cho tôi mấy bộ, cấp an toàn thực phẩm cao nhất. Hệ thống giám sát tôi muốn trong ngoài phòng, cùng với toàn bộ tiểu khu không có gốc chết lúc lắp camera không thể kinh động bất luận kẻ nào tóm lại một câu ta muốn đem gian phòng này chế tạo thành phòng an toàn cao cấp nhất thế giới nguyệt diêu nhìn tin tức mình ghi lại cả người mơ hồ lệnh này hơi lớn trần tiên sinh theo yêu cầu của ngài cái này chế tạo ra phòng an toàn cấp bậc tuyệt đối là trước nay chưa từng có đừng nói hỏa lực tập kích coi như là tận thế thật sự tới ở bên trong cũng có thể an toàn không lo nguyệt diêu cảm thán không chút khoa trương trần tiêu thẳng thắn nói chính là chuẩn bị cho ngày tận thế nguyệt diêu trêu chọc cười tận thế cô căn bản không tin bất quá ngoài miệng lại hùa theo vậy sao vậy chờ tận thế ta nhất định tới xin tị nạn ta nhất định dốc túi truyền thụ trần tiêu nói thẳng Nguyệt Diêu cẩn thận nói. Đơn hàng này của ngài tôi đã tính sơ qua, đại khái cần khoảng 2.000 tỷ, đương nhiên là khách hàng lớn như ngài, công ty nhất định sẽ ưu đãi 200 tỷ. Chuyện này trước kia, Trần Tiêu tuyệt đối không dám nghĩ, nhưng hiện tại. Giá cả không thành vấn đề, ta càng coi trọng chất lượng. Trần Tiêu nhìn chầm chầm Nguyệt Diêu. Nguyệt Diêu tự hồ là hiểu lầm ý tứ của Trần Tiêu nàng nhẹ nhàng di chuyển một cái mông mềm mại, tới gần Trần Tiêu. Trong lúc nhất thời, gió thơm đập vào mặt. Làm nghề này của các nàng, nói trắng ra, vẫn là muốn chạy tới ông đùi đi. Tiếp xúc đều là người có tiền. Vạn nhất nhìn đúng mắt, vậy lắc mình một cái chính là phu nhân nhà giàu. Nếu không, sau này mỗi năm qua ngày 23 tháng 5, cũng không phải là không thể chấp nhận. Trần Tiêu ho khan một tiếng. Khi nào thì khởi công? Nguyệt Diêu cho rằng Trần Tiêu là mắt câu nóng vội, quyến rũ cười. Hiện tại đi. Nói xong liền khoát lên người Trần Tiêu. Trần Tiêu hổ thân run lên, vội vàng đứng dậy, nghiêm túc nói. Ta biết ta rất có mị lực, nhưng là hiện tại trước làm chính sự, các ngươi khi nào thì khởi công, công kỳ muốn bao lâu. Nguyệt Diêu giật mình, xem ra hành động của mình có chút liều lĩnh, hẳn là ổn định một tay. Cô xoay người cầm lấy máy tính bảng, lật xem một chút một tháng sau là có thể khởi công mang theo công tác chuẩn bị giai đoạn trước nhanh nhất cần thời gian nửa năm nửa năm trần tiêu nhướng mày không được khoảng cách tận thế tiến đến đã không đủ ba tháng hắn chờ không nổi đi liên lạc với người do công ty các anh định đoạt tôi muốn ngày mai phải khởi công thời gian làm việc hai tháng nếu làm được tôi ra giá gấp đôi nguyệt diêu khiếp sợ nhìn trần tiêu giá gấp đôi, đó là 400 tỷ. Đây rốt cuộc là nàng điên rồi, hay là thế giới này điên rồi? 400 tỷ làm một ngôi nhà an toàn trong mắt cô căn bản là đồ chơi. Nhiều tiền đốt khoản. Thấy thái độ kiên quyết của Trần Tiêu, Nguyệt Diêu cũng không chắc chắn, dù sao danh sách 400 ức lớn. Cô vẫn thành thật bấm số điện thoại của tầng trên công ty. Mười phút nữa. Nguyệt Diêu thẳng thắn nói ngày mai có thể khởi công, bảo đảm hai tháng hoàn thành, nhưng ngại phải nộp trước 200 tỷ tiền đặt cọc, còn lại trong vòng 3 tháng thanh toán là được. Trần Tiêu không do dự trực tiếp chuyển khoản. Trong lòng thầm sản khoái, 3 tháng trả hết tiền cuối cùng. Hy vọng đến lúc đó các ngươi còn có thể tới cửa thúc dục nợ nần. Rất nhanh, Nguyệt Diêu liền nhận được thông báo của cấp trên công ty, tiền đã đến nơi. Về phần chuyện còn lại, sẽ không có chuyện gì với nàng dù sao cô cũng là một người chạy nghiệp vụ cha nuôi chính sự xong xuôi rồi ngươi xem chúng ta có nên làm chút chuyện khác hay không nguyệt diêu mị mắt mông lung trong thanh âm đều mang theo móc câu đứng thẳng người nàng tự tin bị lực của mình nắm chắc mười phần trần tiêu mắt lộ tinh quang giơ tay chỉ một cái yêu nữ sao dám ngực ta không bao lâu cả tòa nhà đều rung lên ngày hôm sau Trần Tiêu dậy thật sớm. Trước tiên anh liên lạc với hàng xóm bên cạnh, thuê nhà của anh ta, mời công ty chuyển nhà chuyển đồ qua. Vốn lấy tài lực trước mắt của Trần Tiêu, mua một tòa biệt thự trang hoàn thành nhà an toàn dư giả, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì, hắn muốn ở tận thế đến thời điểm, hảo hảo thưởng thức một chút các hàng xóm sắc mặt. Xem ai có thể cười đến cuối cùng. Đợi phòng bên cạnh thu dọn xong, các đầu bếp tư nhân của trần tiêu đã tới bao nguyệt loại chuyện này ông chủ thật sự là cho quá nhiều sau khi tiếp xúc với trần tiêu vài lần các đầu bếp cũng thân thiết với trần tiêu đầu bếp trưởng ông chủ ngài đây là đây không phải là tận thế sắp tới sao ta sớm chế tạo một cái nhà an toàn trần tiêu nói thẳng lời này vừa nói ra đầu bếp trưởng lắc muỗng tay đều mơ hồ tận thế trò đùa này của anh không hề buồn cười chút nào. Đang yên đang lành, ngoài trừ năm nay thời tiết nóng một chút, cũng không thấy dấu hiệu tận thế gì. Hãy chuẩn bị nhiều nước và thức ăn ở nhà trước, nếu bạn tin điều đó. Trần Tiêu thấy mấy đầu bếp này còn được, nghĩ nhắc nhở vài câu. Tin hay không thì tùy bọn họ. Đầu bếp trưởng cười xua tay. Đắc ý, tôi đi nấu cơm đi. Thế giới của những người có tiền, chúng tôi không chơi được. Trần Tiêu không sao cả nhún nhún vai. Mỗi người đều có mệnh, không cần nhiều lời. Trần Tiêu nằm ở trên sofa, cầm di động tiếp tục tìm tòi chính mình cần tư liệu, bắt đầu kế hoạch tiếp theo hạng mục chuẩn bị. Lúc này, một cú điện thoại gọi tới. Ghi chú. Khiết yêu nhất. Trần Tiêu cũng không có thay đổi ghi chú, hắn tính toán chờ báo thù thành công thời điểm, trực tiếp kéo hắt. Bốp. Trần Tiêu sinh lòng chán ghét, trực tiếp cúp máy. Hết chương này. Chương 5 Mộng khiết tới cửa, trần tiêu một tỷ tiền mặt chồng núi, ta chính là. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Mộng khiết tới cửa, trần tiêu một tỷ tiền mặt đóng núi, ta chính là bày ra chơi trần tiêu đầu tư trăm ức, chế tạo toàn cầu đỉnh cấp nhà an toàn. Hắn muốn bảo đảm ngày tận thế của mình tới, an toàn không lo, có thể thản nhiên thưởng thức bộ dáng tuyệt vọng mà lại thống khổ của các hàng xóm. Lấy đạo của người trả lại cho người. Về phần trà xanh mộng khiết, trần tiêu sát niệm thâm trọng, liền chờ tận thế đến. Trong một căn hộ, mộng khiết tức giận ném điện thoại di động lên giường. Gan lớn rồi. Con chó liếm này lại dám cúp điện thoại của mình. Lần này nếu không cho ngươi quỳ gối dưới lầu cầu xin ba ngày ba đêm, ta cùng họ chó thật coi mình là người, không rõ vị trí của mình sao? Nếu không là vì thỏa mãn sở thích đặc thù của phú nhị đại kia. Sao cô lại làm bạn gái của Trần Tiêu? Một thằng khốn. Chuyện này muốn truyền ra ngoài, sau này cô còn lăn lộn trong giới như thế nào? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy ngày nay Trần Tiêu có điểm không thích hợp, tự hồ thay đổi thành một người khác. Trước đây, mỗi ngày đúng giờ thỉnh an, trên uy tín tin tức có thể đem nàng phiền chết, các loại liếm. Phàm là mình có một chút không như ý, cao mày, Trần Tiêu đều sẽ lập tức thay đổi đa dạng dỗ nàng vui vẻ. Chỉ cần mình nói muốn thứ gì, hắn nhất định có thể đưa đến trước mặt mình, cho dù là để cho hắn bán thắt lưng. Trong mắt mộng khiết, Trần Tiêu chính là cái loại này, hơn nửa đêm cô nói một câu khác, anh sẽ không chút do dự mang theo các loại trà sữa trái cây tới cửa, đưa xong nhường đi liền đi, cũng không mang theo nét mực. Thỏa đáng liếm cột mốc trong ngành chó. Nhưng bây giờ, thật giống như là từ ngày đó cô cự tuyệt Trần Tiêu đi xem phim, thật ra là bị các phú nhị đại hẹn mở đoàn nghiên cứu cấu tạo thân thể. Sau đó, cô phát hiện Trần Tiêu hào ném vạn kim ăn cơm ở Michelin. Bắt đầu từ đó, Trần Tiêu liền đại biến bộ dáng. Điện thoại Thỉnh An mỗi ngày không còn, uy tín cũng không phát. Thậm chí, còn dám cúp điện thoại của cô. Trần Tiêu muốn làm gì? Mộng Khiết càng nghĩ càng tức không thuận hôm nay cô nhất định phải hỏi rõ ràng, làm liếm chó, tính chuyên nghiệp của anh đâu rồi. Cuốn mông nhấc điện thoại lên. Vừa định gọi điện thoại, bỗng nhiên cô tỉnh táo lại. Trong đầu hiện ra Michelin trong nhà hàng, Trần Tiêu tùy ý ném ra 500 tiền boa, thậm chí đối mặt gần 10 vạn tiền ăn danh sách, lông mày cũng không mang nhíu một chút. Vạn nhất, vạn nhất. Trần Tiêu là một phú nhị đại ẩn hình. Người bình thường ai dám tiêu tiền như vậy? Tế phẩm, trần tiêu kỳ thật người cũng không tệ lắm, đối với nàng cũng rất tốt, không phân lớn nhỏ, bộ dáng cũng đẹp trai. Nhưng chính là không có tiền điểm ấy, đặc biệt kéo sụp. Nếu người ta có tiền, cố ý giả nghèo trải nghiệm cuộc sống. Quay đầu trực tiếp ngã bài. Không giả bộ, gia là thần hào. Vậy chẳng phải là cô đã có một tương lai phú quý nắm trong tay. Suy nghĩ nhiều lần, mộng khiết dự định thử trần tiêu trước, thăm dò thực hư sao vậy có phải còn giận người ta không người ta cũng không có biện pháp lãnh đạo nói một câu nhân viên nho nhỏ của tôi phải bất cứ giá nào làm không phải đừng tức giận mà anh đâu tôi đi tìm anh để bồi thường mời anh xé tất chân liên tiếp uy tín trực tiếp phát cho trần tiêu nếu là trước kia không cho dù là đổi người khác khí huyết lập tức dâng lên cua cánh tay kỳ lân gào khóc về phương diện trêu chọc người khác, Mộng Khiết tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất trong giới. A, à, Trần Tiêu cười lạnh một tiếng bỏ lại di động. Nữ nhân này chính là nợ. Trước kia lão tử vội vàng liếm, ngươi không nóng không lạnh. Hiện tại không để ý tới ngươi, ngươi lại muốn nói xé tất chân. Đi ngựa của ngươi đi. Trần Tiêu ghê tẩm phun ra một ngụm nước bọt. Một hàng hải sản ven đường, chứa sáu. Bất quá, Trần Tiêu trong lòng có một kế. Để đảm bảo ngày tận thế đến, kẻ thù có thể tự mình đưa tới cửa. Nhưng thật ra trước tiên có thể cùng trà xanh này chơi đùa một chút. Không cho ngươi đứng trên đỉnh mây, làm sao có thể cho ngươi ngã tan xương nát thịt. Nhà, Trần Tiêu đơn giản trả lời tin tức, thêm một dấu chấm câu hắn cũng không muốn phát. Ngoan ngoãn chờ tỷ tỷ, lập tức tới. Mộng khiết dây lát trả lời tin nhắn xem ra là vẫn trong coi điện thoại di động. Trần Tiêu nhìn hồi âm, hắn cười rất tùy ý, càng không che giấu được sát ý lạnh thấu xương. Chết tiệt! Thật đúng là nợ! Trước kia gửi tin nhắn cho ngươi, chờ nửa ngày, ngươi đạp ngựa trả lời một chữ. Hiện tại ngược lại là biết ăn nói. Thế nào? Là đám phú nhị đại kia cho ngươi nghiến răng hiểu chưa? Thừa dịp mộng khiết tới, Trần Tiêu bấm một cú điện thoại lần trước anh ta thế chấp ở ngân hàng, để lại thông tin liên lạc của chị gái xinh đẹp. Vư quản lý, tôi cần một tỷ tiền mặt, địa chỉ là đường xây dựng. Nhanh nhất đưa tới cửa. Trong thẻ Trần Tiêu có trăm tỷ tiền gửi ngân hàng, đối với ngân hàng mà nói đó tuyệt đối là khách hàng lớn, phục vụ phải đúng chỗ. 20 phút sau. Trước mặt Trần Tiêu xuất hiện một tòa núi tiền. Chất đầy hơn nửa phòng khách. Nhìn tờ vé đỏ rực. Trần Tiêu nhất thời có chút hoảng hốt. Nói cho cùng tiền trong thẻ chính là một chuỗi con số. Thật muốn lấy ra bày ở trước mắt. Là người nhìn đều mơ hồ. Lúc này, đầu bếp trưởng đặc biệt vẻ mặt ấy nấy đi tới, lại nhìn không được liếc mắt nhìn tiền sơn trong phòng khách. Ông chủ, cơm trưa có thể phải muộn một chút. Trần Tiêu. Cái này thật không trách chúng ta. Đầu bếp trưởng đặc biệt u oán chỉ vào ngọn núi tiền sơn kia thứ này thật dọa người, làm cho mấy đầu bếp chúng ta không có tâm tư nấu cơm, trong đầu ông ông, chỉ nghĩ đến chuyện kiếp sau đầu thai tốt. Ta cũng sống hơn nửa đời người, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Thật mẹ nó kích thích. Trần Tiêu lạnh nhạt cười. Được rồi, các ngươi bận rộn đi, lúc quay đầu rời đi, mỗi người các ngươi cầm một chồng, coi như là túi đỏ. Đầu bếp trưởng đặc biệt liền quỳ xuống. Dạ, Ngài mau thu thần thông đi Lại qua hơn 10 phút Mộng khiết vẻ mặt buồn bực đi tới Đang yên đang lành sao còn trang hoàng lên Căn nhà rách nát kia còn có giá trị trang hoàng sao Kết quả vừa mới đi vào Cô đã bị tiền sơn lượng chồng chất trong phòng khách làm mù hai mắt Cả người đều mơ hồ T Khủng bố như vậy Phải mất bao nhiêu tiền mới có thể chống đỡ nổi một ngọn núi tiền như vậy Tuyệt đối trên trăm triệu Mộng khiết nhìn Trần Tiêu, trong lúc nhất thời ánh mắt đều trở nên khó bề phân biệt. Quá huyền ảo. Không nghĩ tới ngươi lại thật sự là phú nhị đại tàng hình. Xem ra hôm nay tới đúng rồi, tất chân mới mua trong túi sách cũng có đất dụng võ. Trần Tiêu cùng mộng khiết đối diện. Phong cách ăn mặc đơn giản của sâm hệ. Không xinh đẹp không phù hoa, lại có vài phần tinh xảo. À, rất biết giả bộ. Một bộ trang phục này, người không biết tình hình thực tế, nhất định sẽ bị nàng ăn gắt gao. Đây là ánh trăng trắng thỏa đáng a à. Trần. Trần Tiêu, ngươi kiếm nhiều tiền như vậy làm gì? Mộng khiết nói chuyện đều có điểm phát trung, thật sự đứng ở trước núi tiền Trần Tiêu khí tràn quá mạnh mẽ. Trần Tiêu tùy ý nói. bày ra chơi. Hả? Mộng khiết vẻ mặt khiếp sợ, trong nhà này phải mỏ lớn bao nhiêu mới có thể chơi như vậy. Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, ít nhất trên trăm triệu đi. Ngươi không phải nghèo. Mộng khiết nhất thời lỡ lời, thiếu chút nữa đem nhãn hiệu của cô đối với Trần Tiêu nói ra, cũng may phản ứng kịp thời. Hảo qua, nguyên lai like ngươi vẫn gạt người. Anh là một phú nhị đại. Trần Tiêu lắc đầu. Phú nhị đại. Không. Hắn là thế hệ bùng nổ. Hừ, sự thật bày ra đây, ngươi còn muốn gạt người. Mộng khiết vẻ mặt không tin, nàng xinh đẹp lưng đeo bàn tay nhỏ bé, khéo léo nói. Khi nào anh rảnh, chúng ta đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn đi. Kỳ thật trong lòng người ta vẫn muốn cùng anh xây dựng một gia đình ấm áp. Cũng chính là Trần Tiêu nhẫn nhịn, nếu không hắn thật muốn một cước đạp qua. Việc này sau này hãy nói. Trần Tiêu cự tuyệt. Ta gần đây sự tình rất nhiều. Mộng khiết trên mặt không có gì biến hóa, trong lòng lại lập bộp một tiếng sẽ không phải là lúc trước nàng làm quá đáng đi. Nhưng cái này cũng không trách nàng, ai bảo ngươi có thể giả bộ như vậy. Nếu ngươi sớm nói ngươi có tiền như vậy, ta về phần đi chơi với đám phú nhị đại kia sao, rất mệt. Xem ra là thời điểm bày ra một chút lực trói gà của nữ tử yếu đuối. Phải bắt được ngươi. Lúc này, đầu bếp trưởng đặc biệt bưng thức ăn từ phòng bếp đi tới. Cơm xong rồi. Mộng Khiết vừa quay đầu lại, nhìn thấy đầu bếp trưởng ăn mặc chỉnh tề. Lại còn có đầu bếp chuyên nghiệp nấu cơm, ngươi còn nói ngươi không phải phú nhị đại. Chờ một chút. Mộng khiết chú ý đến logo trên quần áo của đầu bếp trưởng. Khách sạn Hào Thái. Chẳng lẽ nói hắn là đầu bếp khách sạn năm sao duy nhất trong thành phố. Mộng khiết chấn kinh. Hết chương này. Chương 6. Ghét bỏ. Không 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 ra bên trên năm lăng thần xa, Người chính là ta. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 ghét bỏ. Không không không. Lái xe ngủ lăng thần, em chính là người đẹp trai nhất trong lòng anh. Đầu tiên là tiền sơn, sau đó là đầu bếp của khách sạn Hào Thái. Làm cho mộng khiết cả người đều tê dại. Điều kiện này có thể là gia đình bình thường sao? Mộng khiết khách sạn Hào Thái ngược lại là cùng một phú nhị đại đi qua một lần phú nhị đại kia còn cùng nàng thổi. Người có thể tới khách sạn hào thái tiêu phí, đó tuyệt đối là nhân vật có tiền có thế nhất trong cả thành phố. Tùy tiện tiện một bữa cơm, giá khởi điểm cũng phải mấy chục vạn. Một gian phòng khách bình thường nhất 8 vạn 8. ,000. Cái này, còn không nhất định có thể đặt được vị trí, phải có quan hệ. Nghe nói các đầu bếp trong khách sạn hào thái, tùy tiện xách một cái ra ngoài, đó đều là tồn tại cấp bậc thực thần, dết loạn ngành ăn uống. Ngươi. Mộng khiết nhìn đầu bếp trưởng, trong lúc nhất thời khẩn trương nói không nên lời. Đầu bếp trưởng vừa đoán liền biết, vì mỹ nữ này nhất định là người của ông chủ. Lập tức cười bồi nói. Chào tiểu thư, chúng tôi là đầu bếp của khách sạn Hào Thái, đến nấu cơm cho ông chủ. Mộng khiết nghe nói như thế, trong đầu một mảnh u u. Đến nấu cơm cho Trần Tiêu. Sao có thể thế được? khách sạn hào thái lại có nghiệp vụ tới cửa nấu cơm hẳn là không ai dám dám giả mạo người của khách sạn hào thái đi đầu bếp trưởng đặt thức ăn lên bàn sau đó cung kính đi tới trước mặt trần tiêu khách khí nói ông chủ mời đúng rồi ông chủ còn có một việc chính là chuyện lần trước ngài nói vừa rồi quản lý đã đồng ý đoạn thời gian kế tiếp mấy người chúng tôi chính là đầu bếp tư nhân của ngài về phần giá cả phương diện, ngài cũng biết, chúng ta hào thái khách sạn bình thường sinh ý vẫn rất tốt, nếu như chúng ta. Trần Tiêu khoát tay, đi về phía bàn ăn. Lần sau khi đến, nhớ mang theo bao tải. Đầu bếp trưởng sửng sốt. Nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Lấy bao tải đựng tiền sao? Chết tiệt. Thật sự rất đơn giản thô bạo. Rất thú vị. Mộng khiết nghe được cuộc đối thoại này, hiển nhiên đầu óc có chút không đủ dùng hôm nay chứng kiến chứng kiến cho nàng khiếp sợ thật sự là quá nhiều các ngươi đang nói chuyện gì lời này vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận nàng không nên hỏi trực tiếp như vậy sẽ lộ ra nàng cùng trần tiêu không đủ thân cận đầu bếp trưởng khách khí nói tiểu thư trần lão bản đã cùng chúng ta ký kết bao nguyệt hiệp nghị kế tiếp một đoạn thời gian chúng ta chính là lão bản tư nhân đầu bếp toàn tâm toàn ý vì lão bản phục vụ. Mộng khiết lại khiếp sợ. Gì cơ? Thế nhưng đem đầu bếp khách sạn hào thái, bao nguyệt. Một bữa cơm cũng phải mấy chục vạn đầu bếp khởi bước, bao tháng phải tốn bao nhiêu tiền. Chỉ sợ là giá trên trời. Mộng khiết không giấu vết nhìn một chút trong túi tất chân mới. Nàng âm thầm thề. Hôm nay cho dù là sử dụng tất cả vốn liếng, nàng cũng muốn cùng Trần Tiêu nghiên cứu một chút kết cấu chữ côn. Nếu là Trần Tiêu không theo, bức nóng nảy chuyện gì nàng đều làm được. Mục tiêu chỉ có một, toàn lực dựa vào cha. Chào buổi chiều. Trần Tiêu thu thập xong quần áo chuẩn bị ra ngoài. Đi làm gì, em đi cùng anh. Mộng khiết vẻ mặt quan tâm dán lên. Trần Tiêu lui về phía sau một bước. Mua chút đồ. Ừ, người ta đi cùng anh. Mộng khiết cũng không do dự, phải dính chặt, cuốn quyết chặt lấy. Đang muốn ra cửa, mộng khiết nhìn không được nhìn thoáng qua tiền sơn trong phòng khách. Buổi trưa cơm nước xong, các đầu bếp lúc rời đi, trần tiêu để cho bọn hắn mỗi người cầm đi một chồng, ít nhất hai ba vạn. Nhưng làm mộng khiết hâm mộ muốn chết. Muốn mang ít tiền không, tôi lấy giúp anh. Mộng khiết thử thăm dò nói. Trần tiêu lắc đầu, trong lòng cười lạnh, ngươi là muốn chính mình nuốt riêng đi. Tiền này lão tử cho chó cũng được, chính là không cho ngươi. Các đầu bếp. Cảm giác có bị mạo phạm đến, nhưng là không sao cả, ai bảo ngài là đại lão. Xuống lầu, Trần Tiêu lạnh nhạt ngồi lên phá ngủ lăng, mang theo nụ cười nghiền ngẫm, nhìn về phía mộng khiết. Phải biết rằng ở trước kia, mộng khiết là đánh chết cũng không ngồi Trần Tiêu xe, thậm chí nhiều lần nhắc nhở Trần Tiêu, nếu như dám lái cái này xe nát tới tìm nàng, vậy bọn họ từ nay về sau nhất đau lưỡng đoạn. Mộng khiết hiền hòa mở cửa xe, không có một chút khó chịu ngồi ở ghế lái phụ. Go! Xuất phát rồi. Cô còn rất vui vẻ. Ta nhớ trước kia ngươi không phải rất ghét bỏ ta chiếc xe này sao? Trần Tiêu Thình Lình hỏi một tiếng. Mộng khiết đỏ mặt, đi tâm nói. Không có. Anh nhất định là hiểu lầm, xe chỉ là một công cụ đi bộ mà thôi, tôi không phải loại người đó. Lời này nàng nói đích xác rất để tâm. Cho dù là một chiếc phá ba vòng, nhưng muốn cưỡi ba vòng chính là một cái giá trị con người trên ức đại lão. Vậy tuyệt đối dết loạn hết thảy siêu xe, xe sang trọng. Vậy sao? Trần Tiêu hỏi ngược lại. Mộng khiết thông minh chuyển đề tài. Đi thôi, đi thôi, lái ngũ lăng thần xa, em chính là mỹ nhân đẹp trai nhất trong lòng anh trần tiêu ha hả cười không nói thêm nữa lái xe rời đi hôm nay trần tiêu dự định lại đi hoa nhuận vạn gia một chuyến lần trước hắn tích trữ vật tư sinh hoạt đủ để hắn sống mấy đời lần này hắn lại chuẩn bị cho mình chút đồ ăn vặt đồ uống gì đó tránh cho ngày tận thế nhàm chán đồng thời hắn cũng muốn tiết lộ một tin tức cho mộng khiết trong nhà hắn có rất nhiều đồ ăn chỉ có như vậy, sau ngày tận thế, nàng mới có thể ngoan ngoãn mang theo nhóm máy đánh mộc trang tới cửa. Chịu chết. Hoa nhượng vạn gia, bãi đổ xe. a à a à, chiếc xe này ít nhất 300 người có chạy được hay không? Cậu nói xem người lái xe là nam hay nữ, nếu là nữ, tôi sẽ dán lên, vạn nhất làm xong, anh em sẽ đổi nghề làm thương nhân bóng thét. Xem ngươi điểm ấy tiền độ, nhất định chưa thấy qua đại việt đời, ngươi biết hiện tại có tiền đại lão đều lái xe gì sao? Ngũ lăng thần xa. Mấy bảo vệ ngồi trong phòng làm việc hút thuốc đánh rắm, nhìn hình ảnh camera truyền về, nhàn đến đau trứng. Ngũ lăng. Ngươi cũng đừng khôi hài, đồ chơi kia so với tam khiêu tử quê ta không kém nhiều lắm. Một nhân viên an ninh trực tiếp phản đối. À, một bảo vệ mập mạp khác khinh miệt cười, xem ai cũng chưa từng trải đời với em trai hiện tại đại lão có tiền chơi đều là điều thấp. Ta tới cho các ngươi tâm sự, chuyện xưa của ta, chuyện xưa muốn từ một chiếc ngũ lăn nói lên. Một đám người nhất thời hứng thú. Ngay tại cái này mập bảo an nói ba hoa chíp chòe thời điểm, một cái tới gần màn hình máy tính bảo an mở miệng nói. Hầu ca, ngươi nói chính là xe này đi. Bảo vệ mập ngẩng đầu một cái. Ừ, đúng, chính là cái này. Chờ một chút. Ngay sau đó, bảo vệ mập trực tiếp tông cửa xông ra. Để lại mọi người trong phòng ngơ ngác. Bên này, Trần Tiêu vừa chạy đến bãi đổ xe ngầm, đang chuẩn bị tìm chỗ đầu xe thì thấy một người mập mạp chạy như bay đến. Có chút quen mắt. Anh, anh đến rồi. Trần Tiêu nhớ tới, lần trước lúc tới, bảo vệ đẩy xe mua sắm cho mình. Bận lắm. Trần Tiêu đáp một tiếng. Ánh mắt bảo vệ mập lơ đãng liếc vào trong xe một cái, thấy được mộng khiết trong lòng nhất thời đắng đo gắt gao. Ngươi gặp ai lái ngũ lăng, trong xe còn có thể mang theo một đại mỹ nữ. Tuyệt bích đại lão. Anh, đến mua sắm đi. Cần giúp dừng xe không? Mập bảo an liếm bay lên, lần trước trần tiêu sau khi rời đi, bọn hắn quản lý cho bọn hắn mỗi người phát 500 tiền thưởng. Mỹ tư tư. Nói không chừng hôm nay hắn còn có thể có tiền thưởng cầm. Trần Tiêu lắc đầu, không cần phiền toái như vậy, tôi tùy tiện dừng là được. Bảo vệ mập lắc đầu. Ngài đến rồi, nhất định phải sắp xếp đúng chỗ. Nói xong, bảo vệ mập trực tiếp cầm lấy bộ đàm, lớn tiếng nói. Người trong sân, tìm chỗ đậu xe gần thang máy, anh ruột của tôi tới. Trong xe, mộng khiết khiếp sợ nói không ra lời. Phải biết rằng bảo vệ bãi đổ xe của hoa nhuận vạn gia, bình thường ai nấy đều rất kiêu ngạo. Kịch bản cần, không có gì nhầm vào. Anh phải lái một chiếc xe mấy chục vạn, người ta cũng không nhìn thẳng vào mắt. Không có chỗ đầu xe. Chờ đã. Nhưng hôm nay là làm sao vậy? Rõ ràng đây chỉ là một chiếc phá ngũ lăng. Nhìn vẻ mặt lấy lòng của ngươi, không cho ngươi lời khen ngợi năm sau cũng không thể nào nói nổi. Nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là bởi vì trần tiêu. Trong lúc nhất thời, thân phận của Trần Tiêu cũng ở trong lòng mộng khiết trở thành bí ẩn. Rốt cuộc giá trị con người là gì a? À? hết chương này. chương 7 loại người này phối tại tận thế còn sống a? À? bạn đang nghe tại truyện chấm audio. chương 7 loại người này xứng ở tận thế còn sống sao? bảy vừa dừng xe xong, bảo vệ mập lập tức thở hổn hển chạy tới. anh muốn sắp xếp mấy người giúp anh đẩy xe mua sắm không? Trần Tiêu nghĩ nghĩ, quay đầu từ trên xe rút ra một cái cửu ngũ chi tôn ném qua. Nhìn gọi mấy cái là được, hôm nay tới chính là tùy tiện mua chút đồ ăn vặt. Nhìn thấy cả đầu 95 chí tôn, mập bảo an mừng rỡ mắt đều hiếp thành một cái khe, hấp tấp cầm lấy bộ đàm bắt đầu tiếp đón người. Hôm nay tuyệt đối đổi mới nhận thức của mộng khiết về đi siêu thị. Phía trước đi tới, phía sau đi theo bảy tám cái mặt đồng phục bảo an, chỉnh tề đẩy xe mua sắm. Tư thế này, phô trương này. Mộng khiết đi theo bên người trần tiêu, bước chân đều có chút phù phiếm. Nhìn khách hàng xung quanh nhỏ giọng nghị luận với bọn họ, trong ánh mắt có hâm mộ, cũng có đố kỵ. Nhìn xem, đây không chừng là công tử nhà ai, nhìn người ta đi siêu thị, chua muốn chết. Không phải là có mấy đồng tiền dơ bẩn sao, khoe khoang lung tung, đầu năm nay nhảy nhót càng vui, cát càng nhanh. Phải có một làn sóng thịt người, điều tra hắn một chút, náo loạn không tốt chính là một tin tức bùng nổ. Thật hâm mộ nữ nhân kia, ngươi nói nàng cũng không có so với ta xinh đẹp đến đâu, ai? Tìm cơ hội, tôi muốn vì tương lai của mình mà xông pha một phen, tôi muốn làm phú bà. Mộng khiết hoảng hốt, cô cảm thấy mình đã lên làm phu nhân nhà giàu. Nếu là như vậy, nàng nhất định phải bảo vệ thức ăn a. À. Nàng chậm rãi tới gần Trần Tiêu, rất tự nhiên muốn kéo cánh tay Trần Tiêu, lại không ngờ bị Trần Tiêu né tránh. Đừng nóng vội. Trần Tiêu ý vị thăm trường nhìn Mộng Khiết một cái. Mộng Khiết không hiểu ra sao, có chút không rõ ý tứ của những lời này. Trần Tiêu đi tới khu đồ ăn vặt. Giá cả. Không, anh ta không cần phải nhìn đâu. Liền mua đồ mình thích ăn. Khoai tây chiên, ớt, chân gà ngâm ớt, thịt bò khô, thịt heo khô, mèo ăn cá. Sô-cô-la, Snicker, Ribo Sugar, Jumping Sugar, cái này anh ta không ăn chính mình. Các loại khẩu vị bánh bích quy, bánh mì nhỏ, còn có linh hồn đằng tiêu mì ăn liền, cây hai đầu gà tây mì. Nước vui vẻ, lạnh thấu tim, nước bọt, bò bọ đỏ. Dũng mảnh sông pha chân trời gốc bể, mau tử, duệ úc, lạp phỉ, nhị oa đầu. Mộng khiết vẻ mặt ngạc nhiên. Nói thật, đây cũng là lần đầu tiên cô gặp người mua đồ ăn vặt như vậy ăn nhiều như vậy xong chưa? Cuối cùng, Trần Tiêu tổng cộng mua rồng trả 10 xe mua sắm đồ vật, tính tiền cũng mới hai mươi mấy vạn. Đoán chừng vị trí phó lái còn có thể nhét thêm một chút gì đó. Vì thế Trần Tiêu để cho bảo vệ mập làm 4 năm sầu riêng cùng mít mật. Anh, lần sau tới anh trực tiếp tìm em là được, tuyệt đối sắp xếp cho anh rõ ràng. Đợi lát nữa lúc ra ngoài trực tiếp đi, tôi đã dặn dò rồi. Biết ngài không thiếu tiền, đây ít nhiều là thái độ ngang ngược của tôi. Mập bảo an dẫn người xếp xong xe, chào hỏi một tiếng, thức thời rời đi. Mộng khiết ngạc nhiên nhìn ngũ lăng nhét đầy, không biết còn tưởng là giao hàng. Lại nói trên ghế lái phụ nhét sầu riêng. Cô ấy ngồi đâu? Trần Trĩ ngồi lên xe, giọng điều bình thản nói. Thật không khéo, không có chỗ cho anh, anh tự mình đón xe về đi. Nói xong, không đợi mộng khiết kịp phản ứng, Ngũ lăng hì hì rời đi. Để lại mộng khiết vẻ mặt tức giận. Cô tức giận dậm chân. Nàng ít nhất cũng là nữ thần cấp bậc dung nhan, không biết bao nhiêu người trên vội vàng muốn tới gần chính mình. Kết quả? Vị trí lái phụ của cô lại bị sầu riêng chiếm mất. Quan trọng nhất vẫn là một chiếc phá ngũ lăng mà nàng căn bản khinh thường. Điên rồi. Dưới tình huống bình thường, lấy tâm khí của nàng, chắc chắn đánh chết cũng sẽ không lại cùng trần tiêu có nửa điểm lui tới nhưng trong đầu cô vẫn có một ngọn núi tiền xoay qua xoay lại ngoài ra còn có các món ăn của khách sạn hô tai chỉ nhìn hai tay này trần tiêu tuyệt đối không phải một cái bình thường phú nhị đại không được cô nhất định phải nhịn xuống kiên trì qua đoạn khảo nghiệm này bắt được trần tiêu nàng có thể mở ra ông ấp nhào vào hào môn nhưng trong lòng cô lại hoảng hốt đầy bụng tức không có chỗ rải. Nghĩ tới nghĩ lui, cô cầm lấy điện thoại di động. Anh Lý, dự báo thời tiết nói sẽ thay đổi. Hả? Trời lạnh rồi, anh phải quan tâm nhiều đến người mình yêu chứ. Trần Tiêu bên này lái xe, mới vừa đi ra bãi đổ xe, hệ thống thanh âm liền vang lên. Ký chủ mua một xe đồ ăn vặt, kích phát vạn lần trả lại. Ngẫu nhiên rút ra được 50 vạn lần vật phẩm đã được lưu trữ trong kho của hệ thống. Khóe miệng Trần Tiêu Dương lên. Nhân phẩm không tệ sao, 50 vạn lần. Quay đầu lại chờ tận thế, hắn ăn một túi đồ ăn vặt, lãng phí một túi, thuận tay lại hướng dưới lầu rải một túi, đút zombie gì đó. Đến lúc đó hắn nhất định quay thành video ngắn, gửi đến nhóm nghiệp chủ tiểu khu. Nghĩ đến những người đói đến phát điên, nhất định sẽ rất vui vẻ lai like đi. Ừ, văn minh một chút gọi là tức chết đám cháu ba ba này. Đợi về đến nhà, Trần Tiêu đem trên xe đồ vật toàn bộ thu hồi kho hàng, thuận tay mang theo một túi thịt khô, vừa đi vừa ăn. Mới vừa đi tới mặt đất, trước mặt đã nhìn thấy bác gái phạm của ủy ban chủ đầu tư. Bà dẫn cháu trai đi dạo. Trong mắt Trần Tiêu hiện lên chán ghét. Kiếp trước chính là nàng heo chỉ huy, không công làm cho rất nhiều người bỏ lỡ tích trữ vật tư cơ hội. Thậm chí cô còn ý vào quyền lợi nhỏ, ép buộc không ít nghiệp chủ tiến hành phân phối vật tư thống nhất dắt tay chống thiên tai trong nhà trần tiêu số ít đồ ăn chính là bị nàng dẫn người cướp đi một phần lớn tiểu trần ngang cậu cũng đã lớn rồi gặp người phải chào hỏi tất cả mọi người hàng xóm trong giọng nói của bác gái phạm tràng đầy thuyết giáo cái trắm lớn một chút quyền lợi gặp người liền muốn thuyết giáo hai câu chuyện gì cũng phải lộ mặt soát cảm giác tồn tại còn đặc biệt thích chiếm tiện nghi nhỏ ừ trần tiêu tùy tiện đáp một tiếng loại người này hắn lười phản ứng chờ ngày tận thế đến có người tốt nào thấy việc nghĩa hăng hái làm hay không nếu không hắn nguyện ý làm vừa muốn đi chợt nghe thấy cháu trai bác gái phạm chỉ vào trần tiêu nói tôi muốn ăn thịt khô bác gái phạm nhìn thoáng qua cháu trai sau đó nói với trần tiêu đưa đây cho cháu trai tôi ăn trần tiêu nhướng mày dựa vào cái gì anh là người lớn cho trẻ con ăn đồ ăn vặt không phải đương nhiên sao bác gái phạm hỏi ngược lại ngoài miệng nói bác gái phạm muốn cướp từ trong tay trần tiêu trần tiêu lui ra một bước đây là của ta muốn ăn các ngươi tự mình đi mua kết quả cháu trai bác gái phạm trực tiếp chạy đến bên cạnh trần tiêu dùng nắm đấm nhỏ đập trần tiêu vừa đập vừa hô ta muốn ăn thịt khô ta muốn ăn thịt khô bác gái phạm trừng mắt nhìn Trần Tiêu, tư thế đều bày ra, một bộ hôm nay nếu ngươi dám không cho, chúng ta sẽ không để yên. Trần Tiêu trong lòng bốc hỏa, né tránh vài bước, lạnh lùng nói. Ngươi còn dám đánh ta một cái, ta tác chết ngươi. Đứa bé bị Trần Tiêu dọa sợ, ngay sau đó oa một tiếng liền khóc lên. Bác gái phạm vội vàng xông tới, chỉ vào Trần Tiêu chửi ầm lên. Đến đây, ngươi chạm vào cháu trai ta một chút thử xem, lão nương không đem quần cọc ngươi lừa cũng không được mặt, coi như ta sống uổng phí. Trần Tiêu cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Phía sau, bác gái phạm hắn giọng mắng. À, người như thế, ở tận thế. Xứng đáng sống sao? Trần Tiêu ghi nhớ cho nàng một bút. Trong tận thế, có rất nhiều thời gian, chúng ta chậm rãi tính sổ. Đi lên lầu, Trần Tiêu nhìn thấy thiên hạo công ty an ninh người đã bận rộn lên không thể không nói thái độ làm việc của công ty này. Nói chuyện giá cả, định thời gian làm việc, còn lại chuyện vụn vặt, hắn căn bản không cần quản. Ngay cả cùng quản lý thích hợp, cũng không cần hắn ra mặt. Lúc này, một người đàn ông trung niên đội mũ bảo hiểm, vẽ mặt cung kính đi tới trước mặt Trần Tiêu, khách khí nói. Trần Tiên sinh, xin chào. Tôi tên Triệu Hải, là người phụ trách dự án nhà an toàn của ngài. Đây là danh thiếp của tôi, ngài có yêu cầu gì hoặc không hài lòng tùy thời có thể liên lạc với tôi ta nhất định dốc hết toàn lực thỏa mãn hết thảy yêu cầu của ngài trần tiêu nghĩ nghĩ gọi triệu hải đi tới phòng đối diện đóng cửa lại triệu hải không huynh đệ ngươi nghe ta nói hiểu lầm rồi trần tiêu lắc đầu em suy nghĩ nhiều rồi triệu hải kẹp chặt hai chân kinh sợ nói vậy anh đừng kéo rèm cửa sổ em sợ. Hết chương này. Chương 8 Vẫn là câu nói kia, tiền không quan trọng, ta chỉ nhìn kết quả. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Vẫn là câu nói kia tiền không sao cả ta chỉ nhìn kết quả trần tiêu trọng sinh trở lại tận thế trước đó, vật tư tích trữ đã tiếp cận kết thúc, nhà an toàn cũng ở có thứ tự thi công bên trong. Lúc này đây, hắn nhất định phải làm cho những người đã từng tổn thương hắn, trả giá thật lớn không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần ngôi nhà an toàn có thể cung cấp cho anh ta nơi trú ẩn phòng thủ mạnh mẽ nhất nhưng anh ta cảm thấy như vậy là không đủ hắn từ trong địa ngục đi tới mang theo ngập trời lửa giận trong tay sao có thể không có tàn sát chi nhận cái gì triệu hải trừng to mắt vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía trần tiêu trần tiêu lại phi thường bình tĩnh giá cả tùy tiện ta chỉ nhìn kết quả cuối cùng triệu hải lắc đầu cự tuyệt loại chuyện này vạn nhất bỏ sót hắn tuyệt đối phải đi vào trong lò khổ huống chi hắn cùng trần tiêu không quen trần tiên sinh ngài hẳn là rõ ràng loại súng này ở chỗ chúng ta tuyệt đối cấm một ngàn vạn không phải chuyện tiền bạc thứ này thật sự là quá nguy hiểm hai mươi triệu ách trần tiên sinh ngài có phải hay không trêu chọc kẻ thù gì nếu là như vậy cá nhân tôi đề nghị, ngài có thể mời vài bảo tiêu, công ty chúng ta cũng có nghiệp vụ tương ứng, tuyệt đối có thể bảo đảm tính mạng tài sản của ngài an toàn. Triệu Hải lau mồ hôi lạnh, việc này hắn thật không dám làm. 50 triệu Trần Tiêu tiếp tục tăng giá. 50 triệu là phí trà nước của ngươi, phí đồ vật tính khác. Triệu Hải sửng sốt, đồng tử nổ tung. 50 triệu tiền trà nước. Đậu má. Hôm nay trò chuyện trực tiếp oán hận tâm khảm. Phải biết rằng hắn mặc dù là thiên hạo công ty an ninh một cái đầu nhỏ, lương một năm cũng bất quá 200 vạn tả hữu. 50 triệu đối với hắn mà nói, lực hấp dẫn không thể kháng cự. Triệu Hải ngồi phịch trên sofa, câu mày hút liền hai điếu thuốc, vỗ đùi. Bất cứ giá nào. Trần Tiên Sinh, tôi có một người bạn mở câu lạc bộ bắn đạn thật. Ta không dám cam đoan nhất định có thể lấy được, nhưng ta có thể thử xem hai mắt trần tiêu sáng ngời. Hắn chỉ nghĩ đến việc chuẩn bị một ít vũ khí để phòng thân, phòng ngừa vạn nhất. Nhưng lại bỏ qua một nơi như câu lạc bộ bắn súng. Trong câu lạc bộ xạ kích có huấn luyện viên xạ kích chuyên nghiệp, ít nhất tư chất giải nghệ. Thư dịp còn có chút thời gian, hắn có thể đi qua học tập một đoạn thời gian. Không nói đạt tới cấp bậc thần xạ thủ, nhưng thao tác cơ sở tối thiểu, nhất định phải nắm giữ. Được. Trần Tiêu gật gật đầu. Tôi vẫn là câu nói kia, tiền không sao cả, tôi chỉ xem kết quả. Triệu Hải lên tiếng, đang muốn đứng dậy đi gọi điện thoại liên lạc, Trần Tiêu lại nói một tiếng. Thuận tiện giúp tôi liên lạc với câu lạc bộ xà kích, an bài huấn luyện viên trình độ tốt một chút, tôi đi chơi một chút. Ngày hôm sau, Trần Tiêu đi tới một nhà kho chứa nước. Ở nhiệt độ cực cao tận thế bên trong, nước nhu cầu, vượt xa thức ăn. Dưới nhiệt độ cao, thức ăn sau khi mất nước còn có thể lưu trữ một thời gian rất dài, nước lại không được. Làm cho người ta đau trứng chính là, mắt thấy nước bốc hơi, còn không dám trực tiếp uống vào trong bụng. Mua thủy ngang Đơn thùng 11, thùng tiền thế chấp 20 Nếu mua vé nước, 100 tệ 13 thùng nước, gói tới cửa đưa nước. Người phụ trách kho hàng thái độ bình thản. Hắn nhìn Trần Tiêu mở phá ngũ lăng, không giống khách hàng lớn của công ty hay văn phòng gì một thùng nước mới kiếm được bao nhiêu tiền trả lại cho anh sự phục vụ như chúa ăn rắm trần tiêu quét mã trực tiếp chuyển khoảng ba linh một lấy 10 thùng nước ném lên xe người phụ trách nhìn thoáng qua tiền vào tài khoản hét to một tiếng kêu gọi công nhân chuyển nước đợi chuẩn bị nước xong trần tiêu lái xe liền đi ngay người qua vài cái đèn xanh đèn đỏ Trần Tiêu cũng không thấy hệ thống lên tiếng. Hả? Chẳng lẽ là mặt đen rồi? Lại nói hôm nay hắn còn một lần vạn lần trả lại cũng không có phát động qua. Lúc này hắn đem nước trên xe thu vào kho hàng, quay đầu trở về trạm nước. Quét mã số 301. Thêm 10 thùng nước nữa. Thùng chứa nước kho hàng người phụ trách nhìn thoáng qua Trần Tiêu, dù sao trả tiền cũng không giấu mực, trực tiếp để cho công nhân chuyển nước. Kết quả vài phút sau trần tiêu lại trở về thêm mười thùng nữa người phụ trách đều bối rối hắn cảnh giác nói anh bạn ngươi sẽ không phải là đồng hành đến quấy rối đi trần tiêu bực bội nói em cho rằng anh vui lòng đi lòng vòng sao người phụ trách đợi lấy nước xong trần tiêu rời đi mấy phút sau ngũ lăng lại dừng ở trước cửa nhà kho ngươi cái này sáo lộ ta như thế nào có điểm mơ hồ ngang, người phụ trách gãi đầu, buồn bực nhìn Trần Tiêu. Nếu nói là đồng nghiệp đi. Một thùng nước, ngay cả giá thành thùng nước cũng chỉ hơn 10 đồng. Thật muốn hố thùng nước trong kho hàng của bọn họ, đó tuyệt đối là thao tác đầu óc bị nước vào. Phải nói là lừa đảo đi. Người ta vào cửa trả tiền trước, cũng không trả giá. Đừng giấu mực, không bán, ta lập tức trời đi. Trần Tiêu tức giận nói, hắn hoài nghi là nhà kho chứa nước này có vấn đề, mặt của mình nào có đen như vậy. Người phụ trách cũng nổi giận. Bán, sao không bán, có bản lĩnh thì mua hết nước trong kho của tôi đi. Lại một lần xếp xe xong, Trần Tiêu điên cuồng ngủ lăn rời đi. Lần này vừa đi lên đại lộ, âm thanh của hệ thống đã tới. Ký chủ mua 10 thùng nước, kích hoạt cơ chế trả lại gấp vạn lần. Ngẫu nhiên rút ra 100 vạn lần trả lại vật phẩm đã được trữ trong kho trần tiêu sửng sốt lần này trả lại gấp triệu lần chết tiệt đây gọi là bạo kích sao hệ thống không ký chủ tạm thời chưa kích hoạt bạo kích trả lại mười thùng nước một triệu lần trả lại đó chính là mười triệu thùng nước một thùng nước là mười chín lít vậy mười triệu thùng nước phải là bao nhiêu tấn quên đi trần tiêu gãi đầu dù sao cũng đủ uống về phần dùng nước sinh hoạt còn phải tiếp tục trữ hắn xem qua một ít đề tài ngày tận thế điện ảnh từng cái chỉnh đến mặt xám mày cho dân tị nạn hình tượng chẳng lẽ không có thời gian rửa mặt tắm rửa một cái sao cho dù là đánh răng phục nhất là kết cục sống sót sau tai nạn nhất định là nam nữ chính ông nhau gặm mùi vị trong miệng không ngon sao sau đó trần tiêu lái xe đi tới một nhà máy cấp nước Đồng thời hắn dùng phần mềm điện thoại di động gọi tới xe tải cũng đã đến nơi. 10 tấn dung lượng thùng nước lớn, Trần Tiêu trực tiếp mua 10 thùng. Trước khi đi, Trần Tiêu nói một câu khiến người phụ trách bối rối. Người trước bảo người chuẩn bị 10 thùng, không chừng lát nữa ta sẽ tới. Cũng may lần này hệ thống là thật có lực. Trực tiếp trả lại 50 vạn lần. 100 tấn nước, 50 vạn lần, đó chính là 50 triệu tấn nước tương đương với một lần trữ gần bốn hồ nước tây hồ đừng nói ngày thường dùng chính là làm một cái bể bơi mỗi ngày thay nước cũng dư giả. hệ thống trong kho hàng cùng thuộc tính vật phẩm có thể chồng lên nhau bằng không ta sẽ cảm giác mình đầu óc nước vào dân tị nạn dưới tận thế quá đáng rồi chúng ta đều chết khác ngươi lại đang bơi lội vì bảo đảm bí mật trên người mình không bị phát hiện Trần Tiêu sai người kéo nước đến một nơi hẻo lánh ở ngoại ô dở hàng. Sau khi mọi người đi hết, lúc này hắn mới đem 10 thùng nước này thu vào kho hàng. Đúng là không kém 10 thùng nước này, nhưng cũng không thể lãng phí. Giữ lại đạo cụ quay video nhỏ, để cho hàng xóm like, nó không thơm sao. Trên đường trở về, Trần Tiêu nhận được điện thoại Triệu Hải gọi tới. Trần Tiên sinh, chuyện làm thỏa đáng rồi. Nhiều nhất chỉ có thể lấy được một bản gốc cùng với hai trăm linh kiện triệu hải nói rất hàm xúc cũng là đề phòng một tay bị nghe lén ân trần tiêu đáp một tiếng đồ đạt có chút ít không đạt tới tâm lý mong muốn của hắn nhưng còn hơn là không có gì nếu như ngài cần gấp ta tự mình đi một chuyến tâm tình triệu hải hiển nhiên rất tốt hắn không nghĩ tới sự tình làm thuận lợi như vậy tính cả tâm ý mình móc ra bên ngoài lần này mình ít nhất có thể kiếm được bốn ngàn cái trần tiêu trực tiếp cự tuyệt mấy thứ này vốn là vật khống chế người mang theo vạn nhất trên đường xuất hiện chút ngoài ý muốn liền phiền toái vẫn là chính hắn đi một chuyến thu vào trong kho hàng ổn thỏa nhất ta tự mình đi qua một chuyến câu lạc bộ xạ kích an bài thế nào nếu có thể hôm nay tôi sẽ xuất phát triệu hải đáp lời đã an bài xong rồi vừa vặn có một huấn luyện viên xinh đẹp có thời gian rảnh rỗi. Chờ một chút tôi sẽ gửi địa chỉ và phương thức liên lạc cho ngài, ngài trực tiếp liên lạc là được. Hết chương này. Chương 9 Phương tinh, lại táp lại A xe máy tiểu tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 Phương tình vừa ào vừa A xe máy tiểu tỷ tỷ khi hết thảy tận thế vật tư chuẩn bị sẵn sàng, Trần Tiêu lựa chọn tăng lên thực lực của mình chỉ có mình cường đại, mới xứng ở tận thế sống đến cuối cùng. Dù cho toàn thế giới chỉ còn lại một mình hắn. Bất cứ ai gây hại cho anh ta, anh ta sẽ tự tay gửi chúng xuống địa ngục. Thu hồi từ bi chi tâm, tiếu vọng thiên băng địa liệt. Âm âm âm. Một chiếc xe máy hạng nặng dừng ở trước mặt Trần Tiêu. Sau khi cô cởi mũ bảo hiểm ra, lắc lắc tóc, mang theo một làn gió thơm. Lúc cô nhìn về phía Trần Tiêu, Trần Tiêu cũng đang đánh giá cô. 24, 25 tuổi, mặc đồng phục xe máy màu trắng, quần da bó sát người, cuộn sống màu đen, mặt một mặt trái xoan, vừa ào vừa a. À. Trần Tiêu Huấn luyện viên Phương Đúng vậy, vị này chính là huấn luyện viên một chọi một mà câu lạc bộ xạ kích an bài cho Trần Tiêu. Phương Tinh Vận động viên bắn súng giải nghệ, từng ở trong cuộc thi đấu đối kháng cá nhân nước ngoài, một đường dết loạn, ăn gà thực lực không tầm thường trần tiêu suốt đêm chạy tới câu lạc bộ xạ kích chỗ thành thị trên đường liền cùng nàng liên lạc được hai người hẹn gặp nhau ở nhà ga lên xe phương tình ném cho trần tiêu một cái mũ bảo hiểm đây là muốn tự mình đua xe hả trần tiêu chần chờ một lát có chút không hiểu đây là bộ sách gì bất quá hắn đánh giá vòng eo bị bộ đồ xe máy màu trắng bao bọc ẩn hiện đường nét tinh tế dịu dàng nắm chặt nói chính là loại này. Không dám. Phương tình thấy Trần Tiêu chần chờ, cười hỏi ngược lại một tiếng. Trần Tiêu rất thẳng thắn thành khẩn. Lần đầu tiên ngồi, không có kinh nghiệm gì, tôi nên đỡ ở đâu? Phương tình phì một tiếng, cười nói. Tùy ý. Cung kính không bằng tuân mệnh. Trần Tiêu nhanh chóng đội mũ bảo hiểm, trực tiếp nhảy lên xe máy. Kết quả trong nháy mắt tiếp theo. Bùng trần tiêu chỉ cảm giác bên tai đột nhiên liền nhấc lên một trận gió trong tầm mắt cảnh tượng đang nhanh chóng rút lui chết tiệt hiện tại chính là giờ cao điểm buổi sáng a tốc độ xe nhanh như vậy điên rồi sao trần tiêu không nói hai lời trực tiếp ông lấy sau lưng lúc này lại giả bộ chủ nghĩa đại nam tử sẽ không biết tốt xấu khoan hãy nói thật sự là kích thước dịu dàng nắm chặt xúc cảm vi đạn xem ra trung tâm huấn luyện viên phương luyện không tệ. Hắn suy nghĩ có nên nhân cơ hội thăm dò một chút hay không? Nghe nói cô gái thích tập thể hình, mở hình cầu rất dẻo dai, bắn lại nhanh. Lúc này, phương tình lại tăng tốc. Trần tiêu thiếu chút nữa lão đảo một cái quăng bay ra ngoài. Bất đắc dĩ chỉ có thể ôm thật chặt. Trong dòng xe cổ tắc nghẽn, phương tình giống như là một con cá ngược dòng mà lên, dựa vào kỹ thuật lái xe siêu cao của cô, luôn có thể nhanh chóng tìm được một con đường thông suốt. Trước sau hơn 10 phút, bọn họ cũng đã bỏ qua dòng xe, đi tới đường núi. Trần Tiêu Hít sâu một hơi hương phong, thầm nghĩ. Nút áo phía sau có chút khó coi, bất quá tay rất thỏa mãn. Tôi nghe ông chủ nói, anh là người mới. Tai nghe trong mũ bảo hiểm truyền đến thanh âm của Phương Tình. Nghiêm túc mà nói, tôi từ sơ trung cũng đã bắt đầu tiếp xúc. Trần Tiêu thẳng thắn thành khẩn nói, Phương tình. À, em trưởng thành sớm quá sao? Trần Tiêu. Điện thoại di động không nhất định phải dùng để chơi game, năm đó từ sau khi vào nhầm một trang web thần kỳ, cánh cửa thế giới mới mở ra với tôi. Đứng đắn, hôm nay dẫn cậu nhập môn, một tay súng đủ tư cách, tổ chức tâm lý nhất định phải đủ cường đại. Phương tình trở lại chuyện chính, đồng thời tốc độ xe lại tăng vọt. Đây chính là quốc lộ Bàn Sơn. Một mặt chỗ dựa vững chắc. Một vách núi vạn trường. Trần Tiêu tuyệt không hoảng hốt. Dũng khí của hắn, đã sớm ở kiếp trước, mà luyện vượt quá thường nhân. Người chơi súng rất lợi hại. Trần Tiêu hỏi một tiếng. Phương tình. Thương vương ở trước mặt tôi đều là em trai. Trần Tiêu nóng lòng muốn thử nói. Như vậy. Vậy có cơ hội, ta nhất định phải thể nghiệm một chút. Phương tình lạnh nhạt nói Chim nhỏ nét vào người Trần Tiêu thầm nghĩ Hôm nay đây là gặp gỡ lão tư cơ Vui thật Xem ra mấy ngày kế tiếp Thời gian học tập sẽ không nhàm chán Vốn là kiểm tra tâm lý rất đứng đắn Thật sự bị Trần Tiêu dẫn theo tiết tấu Đề tài không ngừng chạy như bay Về hướng xe lửa qua sơn đồng Phương tình ứng đối cũng thành thạo Không rơi vào thế hạ phong Câu lạc bộ bắn súng thần thoại tọa lạc ở độ cao 1.300m so với mực nước biển. Nơi hẻo lánh, chiếm diện tích bao la. Có thể cung cấp trải nghiệm bắn súng chân thực nhất cho mỗi thành viên câu lạc bộ. Hơn nữa câu lạc bộ còn trang bị phòng đơn kiểu khách sạn ăn ở. Điều kiện không tệ hơn thành phố. Thỉnh thoảng còn có cơ hội ăn một ít thịt trừng. Sau khi đi tới câu lạc bộ, Trần Tiêu dưới sự dẫn dắt của phương tình làm thủ tục nhập hội. Nộp 2 triệu phí hội viên sau khi nhận một ít đồ lạc vặt có in logo câu lạc bộ lại đi sang phòng bên cạnh làm thủ tục vào ở trần tiêu vốn định ở chỗ này huấn luyện năm ngày nhưng huấn luyện viên phương rất hợp khẩu vị của hắn năm ngày đổi thành một tháng học tập sau tự nhiên là càng nhiều càng tốt ta từ nhỏ đã nhiệt tình yêu thương học tập học tập không tốt vậy nhất định là trách nhiệm của giáo viên nếu không ngươi đổi chân dài thử xem nhất định ngay cả ngủ cũng không có đợi làm xong chuyện vụn vặt thấy thời gian còn sớm phương tình liền mang theo trần tiêu đi phòng huấn luyện bắt đầu đi học về phần súng trần tiêu nhờ triệu hải mua vị trí cụ thể đã phát đến điện thoại di động của trần tiêu cứ như vậy trần tiêu cũng không biết người bán là ai hắn chỉ để ý đồ vật cầm đến tay là được không có biện pháp súng đồ chơi này đều sợ xảy ra chuyện gánh vác trách nhiệm bất đắc dĩ trần tiêu cho thật sự quá nhiều chỉ có thể bí quá hóa liều đồ đạc đặt, đặt trong một phòng chứa đồ của câu lạc bộ trần tiêu cũng không sốt ruột lấy hắn muốn tìm một cơ hội thích hợp không bị người khác chú ý đi tới phòng huấn luyện phương tình lấy giấy bút ra ngồi đối diện với trần tiêu khoảng cách giữa hai người rất gần luôn luôn có một mùi thơm ngát nhàn nhạt mang theo phương tình hiên ngang chui vào lỗ mũi trần tiêu anh có thích loại súng nào không chúng ta có thể bắt đầu huấn luyện đối với một trong số đó. Phương tình dạy học rất có tính nhắm vào. Bởi vì đại đa số thành viên câu lạc bộ tới nơi này, chính là đơn thuần chơi một chút, thả lỏng giải áp. Chỉ có chân chính thiết phấn mới có thể có kiên nhẫn từ cơ sở súng ống tri thức bắt đầu học lên. Trần Tiêu đưa tay sau một cái tám. Phương tình gật đầu. Cũng được, cậu thông minh hơn đám ngu xuẩn vừa lên đã muốn khiên súng bắn tỉa. Thẳng thắng, tính cách của nàng chính là như vậy tiếp theo phương tình xoay người rời đi không bao lâu sau cô liền mang theo một khẩu súng lục giả đi tới hôm nay trước học cơ sở xem ngươi ngộ tính nếu như có thể ngày mai có thể mang ngươi vào sân thực thao bàn tay ngọc tinh tế của phương tình nhanh chóng loay hoay xoẹt xoẹt thời gian vài giây trên bàn xuất hiện một đống linh kiện súng ống trần tiêu âm thầm tặc lưỡi Tốc độ này nếu là tay xong lời nói, hẳn hẳn là có thể chịu đựng được. Vừa nói lên súng ống tri thức, phương tình thật giống như biến thành một người khác. Tri thức lý luận và tri thức thực tiễn hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, thông tục dễ hiểu nói ra. Giống như lúc cầm súng lên. Cô liền hoàn mỹ dung hợp với súng ống. Nàng chính là vua súng. Trần Tiêu thu hồi tâm chơi đùa, nhanh chóng tiến vào trạng thái học tập, đem tri thức phương tình giảng khắc sâu ở trong đầu đồng thời cũng sẽ hỏi ra nghi hoặc của mình phương tình luôn có thể giải đáp rất thông suốt thời gian rất nhanh cho đến khi bóng đêm buông xuống hai người mới lưu luyến không rời rời khỏi huấn luyện trở lại phòng khách sạn trần tiêu vừa định từ hệ thống kho hàng bên trong lấy chút đồ ăn phương tình liền gửi tới tin nhắn điện thoại trong phòng có thể đặt cơm tới cửa đi ngủ sớm một chút ngày mai dậy sớm tập thể dục buổi sáng trần tiêu cười hồi phục nói. Kế hoạch một ngày ở chỗ Trần. Trong một gian phòng cách đó không xa, Phương Tình nhìn Trần Tiêu trả lời, cười rất vui vẻ. Cái này gọi là kỳ phùng địch thủ sao? Đợi đêm khuya. Trần Tiêu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Hành lang yên tĩnh, cửa phòng đóng chặt. Hắn nóng lòng liếm liếm môi. Việc này phải làm hôm nay, nếu không ngủ không được. Hết chương này. Chương 10 nói ăn ngon nồi lẩu, ngươi lại nói cho ta biết, muốn chờ bạn trai ngươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 Nói ăn ngon lẩu, ngươi lại nói cho ta biết, phải chờ bạn trai ngươi. Đêm đã khuya. Trần Tiêu lặng lẽ đi tới hành lang, tìm địa chỉ trong tin nhắn đi tới. Bước chân nhẹ nhàng giống như là hái hoa tặc. Thật tình không biết, trong một gian phòng cách đó không xa. Phương tình nằm ở trên giường bắt chéo chân, một cái chân ngọc đá qua đá lại. Trong tay cầm một cái máy tính bảng. Trên màn hình chính là thân ảnh Trần Tiêu cẩn thận từng ly từng tí. Nàng cười nói, "Ngươi quả nhiên vẫn không nhịn được." Vài phút sau, Trần Tiêu trở về phòng. Trong tay có thêm một cái hộp chuyển phát nhanh. Vừa rồi anh không nhìn kỹ, đợi ngồi trở lại giường, anh mới phát hiện hóa đơn chuyển phát nhanh trên hộp, người nhận dĩ nhiên là cô vẻ mặt Trần Tiêu có chút cổ quái. Cô gái ngốc này. Vốn học chuyển phát nhanh dấu đồ cũng rất ồn ào, nhưng ít nhất cậu cũng dùng bật lửa đốt tên họ gì đó đi. Mở hộp ra, trong hộp đặt một khẩu súng đen như mực, cùng với một hộp đạn. Trần Tiêu liếm liếm môi. Đồ chơi này chính là ác chủ bài lớn nhất của mình ở tận thế. Hắn vừa chạm vào khẩu súng. Đinh chúc mừng chủ ký sinh thu được súng ngắn M1911, 200 phát đạn, phát động cơ chế trả lại vạn lần. Ngẫu nhiên rút ra 70 vạn lần trả lại. Vật phẩm trả lại đã được lưu trữ trong kho. Mí mắt Trần Tiêu Điên cùng nhảy lên, trong đầu càng là một trận ông minh. Thế nhưng còn phát động vạn lần trả lại. 70 vạn lần. Mẹ nó. Vội vàng mở kho hàng nhìn thoáng qua. Trong kho hàng một góc Chính tề chất đóng đóng lớn súng ống cùng với như núi bình thường phối đạn. Hơn nữa Trần Tiêu còn phát hiện một điểm rất máu chốt. Chiếc M1911 trong tay anh ta đã cũ. Mà hệ thống trả lại, lại là súng ống hoàn toàn mới. T. 700.000 khẩu M1911 và 14E. Đạp mã này còn có ai? Trần Tiêu nhịn không được cười ra tiếng. Ngày hôm sau trần tiêu mãnh liệt từ trong giấc mộng bừng tỉnh ngạc nhiên nhìn nữ nhân xuất hiện ở bên giường cô mặc một bộ quần áo thể thao màu hồng nhạt đầu đội đai chống mồ hôi màu lam nhẹ nhàng khoan khoái hiên ngang phương tinh sao cô ấy lại xuất hiện trong phòng mình chẳng lẽ tối hôm qua nàng nói tập thể dục buổi sáng không phải chính mình tưởng tượng chạy bộ mà là một ít không dưỡng khí động tác tỉ như hít đất không phải đã nói tập thể dục buổi sáng rồi sao cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi. Phương tình vừa nói vừa kéo chăn trên người Trần Tiêu ra. Trần Tiêu mặt già đỏ lên. Cái này. Ít nhất anh cũng làm cho tôi bị bệnh tâm thần một chút, đừng đi lên trực tiếp như vậy. Mau rời giường rửa mặt, cho em 10 phút. Phương tình tiếp tục nói. Trần Tiêu lấy điện thoại di động ra nhìn. Chết tiệt. 000505. 5 giờ lẻ năm thật sự bị ngươi nói ra cảm giác mặt trời lên cao. Sớm như vậy, gà con còn chưa tỉnh. Ngươi vào bằng cách nào? Trần Tiêu nhìn thoáng qua cửa phòng khóa trái từ bên trong, hỏi. Phương tình đắc ý vỗ tay một cái. Tiểu nữ tử 500 mét đua tốc độ leo núi, thập phần 47 giây. Trần Tiêu. A, à, nhận tin A. À. Phương tình. 10 phút nữa. Trần Tiêu cực kỳ không tình nguyện thay quần áo thể thao, bị Phương Tình kéo chạy bộ buổi sáng. Không đợi chạy hai bước, Trần Tiêu cả người đều căng thẳng, cũng không buồn ngủ. Khụ khụ. Hơi nghiêng mắt một chút. Nói thẳng. Sơn cảnh thật đẹp, trầm bổng phập phồng, giật mình giật mình. Trong phòng bắn đạn thật. Kháng kháng kháng. Phương Tình mặc trang bị chỉnh tề, làm mẫu cho Trần Tiêu động tác chiến thuật tiêu chuẩn đẹp trai cùng nữ tử ôn nhu, hoàng mỹ dung hợp, phản phất tự nhiên mà thành. Trần Tiêu nhìn ngay người. Đầu óc. Đặt tên là gì? Đầu óc. Vạn nhất là song sinh thì sao? Đến lượt ngươi, ngươi tới luyện tập động tác cầm súng một chút, ta sửa lại cho ngươi. Phương tình lui băng đạn, đi tới bên người Trần Tiêu. Hả? Trần Tiêu phục hồi tinh thần lại gọi là thanh lộ thì sao? Tôi thích con gái. Phương tình. Phương tình. Nếu không ta đưa ngươi một bộ tất chân, ngươi cầm về làm tất chân trà sữa. Trần Tiêu ý thức được chính mình thất thần, nhưng phản ứng rất nhanh. Làm tất chân trà sữa quá lãng phí, ta muốn lấy ra lau súng. Ha ha ha. Phương tình cười rất trực rỡ, hướng về phía Trần Tiêu giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên là phấn sắc. Trần Tiêu đắc ý hất cầm, cầm lấy mô hình súng ống trên bàn, đi tới trước bia. Hắn nhớ lại động tác của Phương Tình, bắt đầu luyện tập. Phương Tình rất cẩn thận, tay nắm tay giúp Trần Tiêu sửa lại động tác. 3. Thu thắt lưng lại, ngươi phải dùng hạch tâm lực thắt lưng để bảo trì hạ bàn ổn định. 3. Chân sau dịch ra sau, đầu gối không nên căng thẳng, duy trì thả lỏng, lợi dụng tính dẻo dai của thân thể để tháo lực. 3. Thân trên hơi nghiêng về phía trước, khuỷu tay thả lỏng. Trần Tiêu, "Các tỷ, ngươi lực tay này, buổi tối ta phải nằm sắp ngủ." Phương Tình, "Vậy em chụp chỗ khác, anh cũng không nhìn được." Đoạn thời gian kế tiếp, Trần Tiêu mỗi ngày đều cùng Phương Tình ở xạ kích trong phòng huấn luyện điên cùng huấn luyện. Dưới sự dạy dỗ của Phương Tình, Trần Tiêu tiến bộ rất nhanh. Tốt nhất một lần bắn ra thành tích 10 phát 85 điểm vốn trần tiêu còn muốn đắc ý một chút kết quả phương tình kháng 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 cũng không mang theo nhắm trực tiếp nghiền ép được rồi trần tiêu tắt máy ngoài trừ súng ống trần tiêu còn học cách sử dụng cung nỏ cung nỏ đồ chơi này tuy rằng uy lực so súng ống nhỏ hơn nhưng nó không tiếng động cậu nhân thích hợp nhất ngày này vẫn chưa tối phương tình xoa xoa bả vai hướng về phía trần tiêu nói Tiêu tử, buổi tối xuống núi ăn lẩu đi. Trần Tiêu còn chưa đáp ứng, tay đứng lên trước tỏ vẻ đồng ý. Khụ khụ. Phương tiện giao thông của Phương Tình là xe máy hạng nặng, xe thần ngũ lăng của Trần Tiêu lại không có ở đây, chỉ có thể cò xe. Go go. Thu dọn đồ đạc, nấu lẩu. Phương Tình phấn chấn hoang hô một tiếng, nhanh chóng lui súng ống băng đạn, bắt đầu thu thập đồ đạc, trả lại súng ống phòng bảo quản. Mười mấy phút sau, Phương Tình hất đuôi một cái, đem xe máy dừng ở trước mặt Trần Tiêu. Lên xe. Trần Tiêu quen đường quen ông eo. Khụ khụ, ngồi lên xe máy. Âm âm âm. Tiếng gầm rú của động cơ vang vọng trong thung lũng, giống như tiếng rên rỉ lo sợ bất an của giả thú. Trần Tiêu dọc theo đường đi đều cùng tay đấu tranh. Tay. Đã nói phúc lợi thời gian, ngươi ngược lại là tranh chút khí, hướng lên trên xe dịch thiết tử. Đi tới quán lẩu, Phương Tình quen thuộc chào hỏi, bị nhân viên phục vụ đưa vào ghế lô. Gọi đồ ăn ngon, nhân viên phục vụ khách khí hỏi có muốn mang thức ăn lên hay không. Phương Tình nhìn thoáng qua di động. Chờ 15 phút nữa bắt đầu mang thức ăn lên, nấu canh trước. Trần Tiêu buồn bực nhìn về phía Phương Tình. Tại sao phải đợi 15 phút? Phương Tình hướng về phía Trần Tiêu nháy mắt mấy cái. Chờ bạn trai tôi đi lúc ấy trần tiêu như ngủ lôi quán đỉnh cả người ngay ra như phỏng chà cô nói chờ bạn trai cô tôi đạp ngựa tình cảm nhiều ngày như vậy chỉ thay người khác dỗ vợ sao ngươi không nói sớm trần tiêu đứng dậy muốn đi ta đối với hai v một không có hứng thú phương tình khoác tay còn nóng nảy tôi bảo đảm cô đi rồi nhất định sẽ hối hận trần tiêu Bị phương tình nói như vậy, Trần Tiêu thật đúng là ngồi trở về. Cậu cũng không sao cả, anh bạn, tôi chắc chắn không già mồm cãi láo. Nghĩ kỹ lại, vợ người khác. Còn quái kích thích. Đại khái đợi chừng hai mươi phút, một cô gái mặt đầy oán giận đẩy cửa ra, trong miệng còn lầu bầu. Cái này đừng trách vì cái gì lúc trước không sửa rộng một chút, mỗi ngày kẹt xe. Tình tử, em không thể ăn gì khác sao, mỗi lần ra ngoài đều phải ăn lẩu. Trần Tiêu vẻ mặt mơ hồ nhìn người tới, lại nhìn thoáng qua Phương Tình. Phương Tình che miệng cười trộm. Di, lúc này, cô gái mới vừa vào cửa thấy được Trần Tiêu, vẻ mặt ngạc nhiên. Tình tử, đừng nói với anh đây là bạn trai em. Tôi sẽ bị trầm cảm. Phương Tình tùy tiện nói. Tôi biết một cửa hàng trị tận gốc bách bệnh, muốn phương thức liên lạc không, tôi giao cho anh. Cô gái đã sớm quen với cách nói chuyện này của Phương Tình kéo ghế ngồi xuống giới thiệu đi trần tiêu ta mới thu tiểu đồ đệ phương tình nghiêm trang đứng lên có hình có dạng giới thiệu nói hạ sơ hồng cùng nhau lăn giường trần tiêu không nói gì thần mẹ nó còn có người tiến cử như vậy hết chương này